Giờ hôm nay chúng ta sẽ học bài về kỹ năng làm việc với cộng đồng. Thì trước khi vào bài này mình xem một cái clip ngắn nha. Cậu thấy buồn ngủ không? Cô Chưa ơi, không được cô ngủ đưa đúng xe không? lại. Hả? Chưa à? Xin lỗi. Rồi các bạn ở online xem được chưa em? Dạ rồi. Rồi ok. Rồi. Để bắt đầu vào bài mình sẽ xem một cái clip này ha. Các bạn online có nghe thấy tiếng không? Dạ có. Bây giờ xem làm sao cho các bạn đi xem được cái này nhỉ? Các bạn đợi một chút nha. Bạn nào lên hỗ trợ share của cô cái này cơ. Em người sau hỏi nha.
bạn xem được một cái clip 5 phút, gần 5 phút. À, các bạn có nhận xét gì về clip này? Xem xong mình thấy cái gì? Clip này nói về bệnh gì? À, bệnh tả. Rồi mình xem xong mình thấy mình có ý kiến cá nhân gì? Mình xem mình thấy cái gì? Mình có nhận xét gì không? À, họa sĩ vẽ đẹp. Gì nữa? Link vào cái mình đang học đi. Sức khỏe cộng đồng đi. Mình thử link xem nào. Đầu tiên nha, mình sẽ đi từ đầu. Bệnh khởi nguồn là từ đâu? Bệnh khởi nguồn từ vi khuẩn đúng không? Nhưng mà để nó lây truyền, để nó phát triển thì là bằng qua cái gì đấy? Bởi cái gì? Ừ, để cho nó phát triển, nó lây truyền được thì là gì? Các bạn sẽ thấy là cái gì đó? Nguồn nước. Nguồn nước thì ô nhiễm. Về hành vi. Hành vi thì có hành vi gì? Hành vi thì có hành vi gì? Học quế bừa bãi đúng không? Học quế ngay xuống dưới dòng sông là nơi cung cấp nguồn nước đúng không? Rồi tiếp đến là hành vi gì? Đi vệ sinh không rửa tay đúng không? Rồi gì nữa? À, đồ ăn thì không có đậy đúng không? Chế biến thì có chế biến đồ ăn không? Uống nước thì uống nước không đun sôi đúng không? Đúng không? Đó, sau đó thì sao? Sau đó thì có sự gì? Có sự can thiệp của y tế. Rồi sự can thiệp của y tế thì ở đang là cái người với nhân viên y tế, người ta đến người ta khám chữa bệnh thôi. Nhưng sau đấy ai là người truyền cái kiến thức, cái kỹ năng biết đó cho cộng đồng để mà thay đổi? Đứa trẻ chính là những người trong cộng đồng đó, đúng không? Truyền những cái gì? Cái kiến thức về gì? Về lọc nước, về đun nước. Về lọc nước, mà nước sinh hoạt thì phải làm sao? Phải nhỏ cái dung dịch clo trong bao nhiêu giây? Bao nhiêu phút? 30 phút, đúng không? Thì mới sử dụng được. Đấy là có một cái nguồn nước. Rồi tiếp theo còn gì nữa? Rửa tay sau khi đi vệ sinh, chế biến thực phẩm, ăn chín, uống sôi, đúng không? Gì nữa? Các bạn sẽ thấy cái gì? Cộng đồng cùng làm cái gì? Cùng xây dựng nhà vệ sinh cách nguồn nước bao nhiêu mét? Cách 30 mét, đúng không? Đó. Bên cạnh cái nhà vệ sinh đó thì có cái khu vực để rửa tay luôn, đúng không? À, rồi tiếp theo là gì nữa? Có khi mà bị bệnh như thế thì y tế hướng dẫn là gì? Sử dụng nước gì? Nước bù điện giải, Orezon đấy, đúng không? Bù điện giải. Và cái đứa bé đấy nó cũng đi hướng dẫn, nó có tạo cái chai nước này đi hướng dẫn để cho cái cộng đồng đó người ta thay đổi cái hành vi, đúng không? Thế các bạn sẽ thấy rằng là nó giống như cái chăm sóc sức khỏe ban đầu ấy, là các bạn trao quyền, các bạn đưa kiến thức, các bạn đưa kỹ năng cho cái người trong cái cộng đồng đó để người ta tự thay đổi, người ta có cái kiến thức, người ta thay đổi. Và từ cái người ta tự thay đổi đấy, người ta tự nguyện tham gia là người ta tự xây hệ thống nhà vệ sinh, đúng không? Rồi tự thay đổi các cái hành vi có lợi cho sức khỏe, thì cái cộng đồng đó, thì cái bệnh đó nó giảm đi, hoặc là nó được nó khỏi bệnh, đúng không? Đúng không? Thì các bạn thấy là chỉ cần có một cái đoạn clip thôi thì các bạn sẽ thấy rằng là tại sao mình phải làm về sức khỏe cộng đồng, hoặc là mình là bác sĩ ấy, mình điều trị lâm sàng cá thể, nhưng mà tại sao mình phải học cái môn này, đúng không? Có xem clip nữa không? Muốn hả? Xem thêm một cái nữa nhá. Nhưng mà cái này của Việt Nam. Một cái nữa là nếu bình thường ấy thì các cái nhà vệ sinh hoặc các cái các cái gọi là gì nhỉ, các cơ sở công cộng, các trang thiết bị công cộng, các trang thiết bị hoặc các cái nhà vệ sinh rồi cung cấp nước, thì chính phủ, các bạn có thắc mắc rằng là cái đấy có chính phủ lo hoặc là nhà nước sẽ tài trợ hoặc sẽ làm, thì tại sao người dân phải làm không? Ừ?
Đợi chính phủ thì có lâu không? Đợi nhà nước thì có lâu không? Sẽ phải qua rất nhiều các cấp trình rồi quyết định rồi phân bổ tài chính rồi thực thi đúng không? Chờ rất lâu đúng không? Cách hiệu quả nhất và giảm thiểu thời gian ngắn hiệu quả nhất thì đó là chính là cái người ở cộng đồng đó người ta thấy được và người ta tự nguyện người ta làm đúng không? Thêm một cái nữa về một cái clip nha. Clip này là phải kể tận 24 giờ. Rồi. Rồi, xem xong clip này thì các bạn sẽ thấy cái gì? Bạn có suy nghĩ gì? Mình có suy nghĩ gì? Các bạn ở lớp online mà có muốn phát biểu thì cứ phát biểu nhá. Một trong những cái nguyên tắc của chăm sóc sức khỏe ban đầu là gì? Có cái gì đó? Có cái gì của cộng đồng? Có sự tham gia của cộng đồng, đúng không? Nếu mà một chương trình y tế mà không có sự tham gia của cộng đồng thì chương trình thì, y tế có hiệu quả không? Bất kể chương trình nào cũng vậy. Nếu mà không có tham gia của cộng đồng thì có hiệu quả không? Ví dụ, tôi lấy ví dụ như là đây là chương trình tiêm chủng và tiêm vaccine của Bại Liệt đi, của Pakistan đi. Thì bệnh Bại Liệt thì ở Việt Nam này là đã thanh toán rồi. Từ năm 2000 đã thanh toán, tuy nhiên thì vẫn uống vaccine Bại Liệt, đúng không? Để mình gọi là bảo vệ cái thành quả thanh toán Bại Liệt. Ở đây người ta không cho con sử dụng là lý do vì sao? Ừ,
sợ các thành phần trong vaccine, hoặc là các những như các cái chiến dịch mà anti vaccine ấy, đúng không? Đó, do vậy là khi mà người dân không tham gia thì nhân viên y tế phải làm sao? Phải xuống tận nơi thuyết phục. Và bạn thấy là cái người nhân viên y tế đó nói gì? Cái việc đó có làm sao? Nó rất là tốn mất thời gian, đúng không? Do vậy là các bạn thấy rằng là cái việc mà để các cái chương trình nó hiệu quả, nó giảm chi phí là cái việc mà cái người dân ấy, người ta đồng ý, người ta tự nguyện, người ta tham gia với mình, đúng không? Người ta dẫn đưa con đến tiêm vaccine, người ta thay đổi từ kiến thức, từ thái độ. Người ta có kiến thức, người ta thay đổi. Người ta biết là vaccine không có hại mà là bằng bảo vệ con họ, thì người ta sẽ đưa con đi tiêm vaccine, đúng không? Giống như ở Việt Nam mình là người ta đưa trẻ đi tiêm vaccine, đúng không? Không phải đến từng nhà. Đây là một ví dụ rất điển hình cho cái việc là hiệu quả của việc sự tham gia của cộng đồng trong các cái chương trình y tế. Đây là lấy một số cái ví dụ cho các bạn xem để các bạn biết thôi. Rồi, bây giờ mình gặp bài nha. Bây giờ là mình học cái bài của mình là kỹ năng làm việc với cộng đồng, đúng không? Vậy thì cộng đồng là gì? Thôi xin lỗi. Cho luôn cái slide này. Theo bạn, lúc nãy là một cộng đồng. Cái clip đầu tiên là bệnh tả là ở một cái thôn bản, đúng không? Thì đó là một cái cộng đồng. Vậy thì theo các bạn nghĩ một cộng đồng là như nào? Nào gọi là một cộng đồng, lấy thử một cái ví dụ về cộng đồng xem nào. Cộng đồng gì? Được sao? À, một điểm chung gì đó. Bây giờ thử lấy một cái ví dụ xem nào. Bây giờ chung điện lý đi thì là cộng đồng gì? Nói đi, ai chấm điểm đâu? Cứ mạnh dạn trình bày quan điểm cá nhân. Cộng đồng mấy người sống chung cư là chung một cái địa điểm gì? Là đang ở trong cái chung cư đó, đúng không? Cộng đồng gì nữa? Cộng đồng sinh viên, có thể nói là cộng đồng sinh viên Y4 cũng được, cộng đồng sinh viên Y2020D chẳng hạn, hay là cộng đồng sinh viên Y Phạm Ngọc Thạch, đúng không? Mình chung cái đặc điểm gì? Cùng học tại trường, cùng trong một cái năm học đó, cùng học những môn học đó, đúng không? Cùng phải chịu các cái quy chế về tính điểm, trông thi, coi thi, đúng không? Rồi gì nữa? Cộng đồng gì? Cộng đồng người bị sao? Cộng đồng người bị tăng huyết áp, đúng không? Cộng đồng người châu Á, cộng đồng người da vàng. Tức là các bạn sẽ thấy là cái cộng đồng ấy, là nó chung một cái điểm nào đó, có thể là... Nên tôi không có mang cái bút chỉ. Có thể là trong một cái phạm vi, ví dụ như thôn bản, lúc nãy cái clip lúc nãy là bệnh tả là cộng đồng trong một cái thôn, một cái làng, đúng không? Rồi có thể tỉnh, quốc gia, hoặc là có những cái điểm giống nhau, ví dụ như về chủng tộc đi. Đó, hoặc là về kinh tế, cộng đồng những nước phát triển, hoặc cộng đồng những nước đang phát triển, hoặc cộng đồng những nước kém phát triển chẳng hạn như thế, đúng không? Thì mình tùy vào cái đặc điểm mà mình muốn quan tâm thì mình có cái tên cộng đồng đó, đúng không? Và cùng chịu ảnh hưởng bởi một số các cái yếu tố tác động, đúng không? Giống như lúc nãy tôi còn nói là ví dụ như cộng đồng của lớp Y2020 chẳng hạn là cùng sẽ chịu các tác động về ví dụ như các môn học cùng trong năm đó, các cái quy chế về thi, quy chế về tính điểm, hoặc là vào những cái thời điểm về xét học vụ chẳng hạn, đúng không? Rồi, và các bạn thì đang học về khối ngành liên quan đến sức khỏe thì có những nguyện vọng chung, đúng không? Ví dụ như cộng đồng Y4 đi, nguyện vọng chung là gì? Nguyện vọng chung là gì? Lên lớp, không phải bị lưu ban, đúng không? Không có môn nào phải học lại, thi lại chẳng hạn như thế.
Thì trong với mình đang là học về các khối ngành sức khỏe thì cái nguyện vọng chung của cái cộng đồng mà mình đang quan tâm này thì là trong đó nó có sức khỏe nữa, đúng không? Ví dụ như cộng đồng người bị bệnh tăng huyết áp chẳng hạn thì chung gì? Nguyện vọng được khám quản lý về tăng huyết áp, hoặc nguyện vọng đấy là mức huyết áp đạt mục tiêu, đúng không? Không bị các cái tai biến khi bị huyết áp, đúng không? Đó. Thì đấy là một cái ví dụ để cho các bạn hiểu cộng đồng là gì. Bởi vì hôm nay chúng ta học bài là kỹ năng làm việc với cộng đồng, mình phải biết là mình sẽ làm việc với ai, đối tượng nào, đúng không? Rồi. Vậy thì tại sao mình phải làm việc với cộng đồng? Tại sao mình phải làm việc với cộng đồng? Các bạn xem clip lúc nãy, clip về bệnh tả ấy. Cái yếu tố nào ảnh hưởng đến sức khỏe? Nó có phải là chỉ có cái yếu tố sinh học của người đó, của cá thể của người đó không? Mà nó còn có những cái gì ảnh hưởng đến sức khỏe nữa? Môi trường, lối sống, hành vi, cơ sở y tế, dịch vụ y tế, đúng không? Có rất nhiều cái nó tác động đến sức khỏe. Nếu mà bạn chỉ có chăm chăm vào việc là bạn cho thuốc, điều trị thuốc, thì có trị bệnh tận gốc không? Giống như tôi hay lấy ví dụ là diệt cỏ ấy, mà chỉ có cắt cái phần trên đi thôi, tức là như kiểu bạn điều trị người ta, bạn chỉ cho thuốc thôi, thì tức là nó vẫn có thể phát triển hơn lên, đúng không? Nhưng mà nếu mà diệt cỏ diệt tận gốc, tức là các cái yếu tố xung quanh đó bạn can thiệp được, hoặc bạn quản lý được, bạn kiểm soát được, thì cái vấn đề sức khỏe của họ sẽ được cải thiện, đúng không? Ví dụ, tôi lấy ví dụ như bệnh tả đi. Nếu mà cái người bệnh đó được điều trị khỏi rồi, tuy nhiên các cái liên quan đến các cái môi trường, ví dụ như không có nhà vệ sinh đi, vẫn đi vệ sinh xuống dưới nguồn nước chẳng hạn, rồi khi mà lấy nước sông lên để sử dụng thì không có lọc nước hoặc không có khử khuẩn chẳng hạn, rồi cái hành vi ăn uống thì vẫn là ăn sống này, rồi không có đun nấu, hoặc là nước uống ấy là uống nước chưa đun chẳng hạn, thì một người đấy khỏi thì những người khác có bị bệnh không? Vẫn có khả năng bị bệnh, đúng không? Đó, do vậy là khi mà bạn mặc dù là bạn là học về lâm sàng, bạn điều trị trên cá thể, tuy nhiên thì bạn vẫn phải có cái kỹ năng để làm việc với cộng đồng, để biết rằng là trong cái cộng đồng đó họ có thói quen gì, họ có những cái hành vi gì. Ví dụ như bạn điều trị về tăng huyết áp chẳng hạn, thì bạn biết là bạn sẽ xem là cái thói quen hoặc hành vi của người Việt Nam, hoặc là cái cộng đồng của cái người trong cái quận đấy hoặc tổ dân phố đó, họ có những cái hành vi nào mà có thể ảnh hưởng đến cái việc điều trị của bạn. Ví dụ như là cái gì? Người Việt Nam thì có cái gì ảnh hưởng đến điều trị tăng huyết áp? Hút thuốc lá, ăn mặn, lười tập thể dục thể thao, đúng không? Đó, thì mình biết được những cái hành vi đó, thì khi mà mình điều trị bệnh nhân, ngoài việc mình kê thuốc cho người ta ra thì mình còn tăng về kiến thức về các cái hành vi nguy cơ, cải thiện được cho người ta, trao quyền cho họ để họ thay đổi cái lối sống hành vi, đúng không? Đó. Đấy là lý do vì sao mình phải làm việc cộng đồng ha. Ngoài ra thì vai trò của cộng đồng, để làm việc cộng đồng thì mình phải biết được vai trò của cộng đồng là gì. Các bạn sẽ nghe thấy các nhiều các cái chương trình về phát triển cộng đồng. Mình làm trong khối y thì ít khi nghe, nhưng mà khối ngành y tế công cộng hoặc y học dự phòng thì hay nghe về phát triển cộng đồng. Thì phát triển cộng đồng là gì? Phát triển cộng đồng là gì theo bạn? Theo bạn suy nghĩ phát triển cộng đồng là gì? Là cách mà mình trao quyền bằng cách là mình cung cấp kiến thức, cung cấp kỹ năng để làm sao họ sẽ có thay đổi về mặt nhận thức, họ thay đổi về thái độ, họ thay đổi về thực hành, để thay đổi cái hành vi lối sống để làm sao mà cái chất lượng sống có thể là cải thiện hơn. Ha. Thì khi mà các bạn xuống, các bạn làm việc với cộng đồng, thì các bạn sẽ thấy cái vai trò cộng đồng là gì? Là hiểu rõ nhất về cộng đồng của họ, biết các khó khăn, thách thức và mong muốn của mình. Ví dụ tôi là giảng viên đi, các bạn là sinh viên, thì làm sao mà tôi biết được rằng là hiện giờ các bạn đang có những cái mong muốn gì, hoặc những cái
thách thức gì hoặc những khó khăn gì. Ví dụ như các bạn làm việc trong tổ đi thì các bạn sẽ biết rằng là à, hiện giờ tổ mình cái yếu điểm của mình là cái gì. Tức là bạn là người trong cộng đồng đó thì bạn là người hiểu rõ nhất, đúng không? Còn những cái người ở phía ngoài ấy thì sẽ không thể nào biết được các cái khó khăn mà các bạn đang gặp phải. Ví dụ như bạn làm việc nhóm đi thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ biết là à, nhóm mình thế mạnh là gì, là có thể tìm kiếm internet tốt hoặc là có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Thế yếu điểm là gì? Ví dụ như thế, đúng không? Và mong muốn của các bạn trong cái tổ đó là gì, hoặc cái cộng đồng đó mong muốn cái gì, đúng không? Hiểu được tiềm năng và lợi thế. Cộng đồng, người trong cộng đồng sẽ hiểu được cái tiềm năng và lợi thế của cái cộng đồng đó. Ví dụ như bạn trong tổ của bạn, bạn sẽ biết là à, bạn này điểm mạnh là về lâm sàng chẳng hạn, hoặc bạn B điểm mạnh là về công nghệ máy tính chẳng hạn, bạn D điểm mạnh là cái gì đó, đúng không? Mình sẽ biết được điểm mạnh và điểm yếu, đúng không? Rồi, biết cách huy động và gắn kết các thành viên trong cộng đồng lại với nhau. Ví dụ khi mà tôi đến một cái nơi mà để triển khai cái chương trình, ví dụ đi, một cái chương trình liên quan đến truyền thông nâng cao về kiến thức về bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đi, đúng không? Vậy thì làm sao mà tôi biết được rằng là cái đặc thù của cái đối tượng mà ở cái quận A này nó đang là như thế nào? Có dễ tiếp cận với các bà mẹ có con nuôi trong con trong dưới 6 tháng hay không, đúng không? Rồi cái tình hình mà các bà mẹ ở đây nuôi con như thế nào, dùng sữa ngoài hay là nuôi con bằng sữa mẹ, đúng không? Rồi cách tiếp cận với những cái đối tượng đấy ra sao, đúng không? Hoặc là có những cái chương trình liên quan đến phụ nữ đi, đến độ tuổi sinh sản nhưng mà triển khai ở một số cái tỉnh, ví dụ như là Quảng Trị ở Quảng Bình trước, ví dụ hồi trước tôi đi ở Quảng Bình thì đến một cái huyện mà có động thiên đường ấy, thì khi mà làm ở đó ấy, thì tới đó thì mình cứ nghĩ là khi mà mình triển khai cái hoạt động đó thì mình sẽ tiếp cận được với đối tượng. Tuy nhiên thì khi đến đó mới biết rằng là cái đối tượng ở đó nó có cái gì biến động về dân số rất là lớn, bởi vì là nó cái nơi mà gọi là gì nhỉ, khu du lịch, và cái người dân đến và đi di cư cái cũng khá là nhiều, bởi vì là người dân còn phải đi kiểu là đến các tỉnh khác để làm ấy. Do vậy là khi mà tôi tiếp xúc với thì không có tiếp cận được thời gian mà mình truyền thông, ví dụ mình cứ nghĩ là mình truyền thông vào cái giờ nào người ta cũng đến được. Tuy nhiên là khi mà ở cộng đồng đó thì người ta mới biết là à, mình phải tiếp cận với cái nhóm đối tượng nào. Tôi ví dụ khi các bạn xuống, các bạn làm truyền thông cho người cao tuổi đi, thì nếu mà bạn giải cái tờ rơi cho người cao tuổi và người bạn nói rằng là người ta đến, người ta tham gia các cái hoạt động truyền thông về tăng huyết áp chẳng hạn, thì người ta có tham gia không? Rất là thấp. Mà lúc đó mình lại phải kết hợp với cái nhóm hội người cao tuổi để mình làm trong cái chương trình đó, đối với kết nối với một cái nhóm hội khác của cái cộng đồng đó để mà mình cùng làm cùng ấy, thì lúc đấy mới triển khai, mới có người đến để truyền thông được đó. Thì tức là cái cộng đồng đó nó có thế mạnh là biết cách huy động kết các cái thành viên với nhau, tức là ai có thể được cái cộng đồng đó ha. Đấy là vai trò cộng đồng. Tuy nhiên là trong các cái chương trình mà phát triển cộng đồng ấy thì cái vai trò của cộng đồng rất ít và còn mờ nhạt. Vì sao? Vì là quan điểm là hoạt động phát triển cộng đồng là của người ngoài. Người ta đến, người ta triển khai các cái chương trình, mình chỉ là người tham gia thôi, và không có thiếu những cái chủ động, trông chờ vào nguồn lực và phương pháp tổ chức từ các cái hỗ trợ bên ngoài. Hỗ trợ ở bên ngoài đó. Nên là do vậy là các cái hoạt động hoặc các cái vai trò trong cộng đồng, các bạn thấy khi mà triển khai các cái chương trình phát triển cộng đồng ấy thì nó mờ nhạt lắm. Đa số là chủ yếu là cái người mà triển khai chương trình hoặc là các cái đơn vị quản lý hoặc là ủy ban thì kết hợp với nhau để làm. Còn người dân thì lại cái việc mà thể hiện cái trách nhiệm hoặc cái vai trò trong cái các cái hoạt động đó thì lại rất ít. Ở đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là với sự tham gia của cộng đồng, thì sự tham gia của cộng đồng, cái mức độ tham gia của cộng đồng sẽ có các cái cấp bậc sau đây. Thì có 6 cái cấp bậc, cấp độ. Cấp độ đầu tiên đó là tham gia thụ động.
Thế thì theo các bạn hiểu tham gia thụ động là sao? Mà là xếp ở cái mức thấp nhất. Mức độ tham gia của cộng đồng nhá. Thì các bạn hiểu là, bạn thử diễn giải xem là mình hiểu cái tham gia thụ động là như nào. Thụ động là sao? Nhận thông tin một chiều. Là gì nữa? Bảo sao làm vậy, đúng không? Bảo tới tiêm thì tiêm, không có ý kiến gì hết, đúng không? Bảo làm cái này thì làm. Đấy là mức độ tham gia thấp nhất đấy, đúng không? Đấy là tham gia thụ động, là làm theo sự chỉ bảo, không có đưa ra ý kiến gì, đúng không? Đến tăng thêm một cái mức độ tiếp theo là gì? Cung cấp thông tin. Cung cấp thông tin là sao? Cung cấp thông tin là sao? Là mình tham gia, mình trả lời, mình phản hồi, mình tham gia, mình trả lời các cái câu hỏi. Hoặc là các cái, ví dụ như mình đến, mình muốn tìm hiểu về cộng đồng đó thì mình có các cái đối tượng đến để trả lời hoặc cung cấp thông tin cho mình. Đúng không? Đó là mức độ thứ hai của cộng đồng. Đó là tham gia cung cấp thông tin. Cái mức độ thứ ba cao hơn một chút xíu nữa, đó là gì? Là tham gia tư vấn. Khi cung cấp thông tin rồi thì mức độ cao hơn nữa là tư vấn. Tư vấn cái gì? Tư vấn xem là cái hoạt động đó có khả thi hay không, có thể triển khai như thế nào, tức là đề xuất. Bởi vì cộng đồng đó hiểu cái người trong cộng đồng đó hiểu được cái thế mạnh hoặc là có các cái điều kiện của mình, thì người ta sẽ đề xuất là ví dụ như cái chương trình này mà muốn triển khai được thì phải làm vào những cái giờ, ví dụ như là từ 7 giờ trở đi để người ta ăn uống xong người ta có thể tham gia được, chẳng hạn như thế. Hoặc là người ta có thể đề xuất là ví dụ như ngày xưa Y6 chẳng hạn, khi mà các bạn còn đi sức khỏe cộng đồng Y6 ấy, thì các bạn sẽ đi có cái hoạt động là đi thu thập số liệu chẳng hạn, thì cộng đồng sẽ để tư vấn cho các bạn là ví dụ như là bạn có thể nhờ cái người này làm người dẫn đường, bởi vì cái người ta có cái tiếng nói trong cộng đồng thì có thể nhờ, tức là trạm y tế có thể nói với các bạn là em có thể nhờ cái chị tổ trưởng này dẫn các bạn xuống đó, ví dụ như thế. Tức là đề xuất tư vấn cho mình, hoặc là khi mà mình triển khai các cái hoạt động như này hoặc triển khai các cái nội dung như thế này thì người ta sẽ đề xuất rằng là cái hoạt động này nó phù hợp hoặc hoạt động này không phù hợp. Ví dụ như các bạn muốn truyền thông vào 7-8 giờ sáng đi, thì các bạn nghĩ là cái giờ đó thì sẽ có thể có người tham gia. Tuy nhiên thì có thể ở phía dưới cộng đồng người ta sẽ đề xuất rằng là bản chất là những cái người ở đây là làm công nhân đi, và họ chỉ có về nhà vào lúc buổi tối thôi. Thì nên là nếu mà chương trình muốn truyền thông thì có thể là truyền thông vào lúc 7 đến 8 giờ tối thì mới có người tham gia. Còn nếu mà truyền thông vào lúc 7-8 giờ sáng thì sẽ chẳng có ai tham gia đâu. Đó, tức là các bạn, đấy là tham gia tư vấn nhá. Đấy là mức độ trên, đấy là mức độ tư vấn. Còn thêm nữa là mức độ gì? Lên trên một bậc nữa. Tư vấn xong thì là gì? Là tham gia cùng. Tham gia thực hiện cái hoạt động phát triển cộng đồng cùng. Đúng không? Mức độ tham gia của cộng đồng ấy. Sau khi tư vấn xong thì họ tham gia cùng. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy giống như cái đứa bé lúc nãy ấy, là tham gia cùng với cả nhân viên y tế để pha nước Orezone, cùng làm khử khuẩn nước, lọc nước các thứ, đúng không? Đấy là việc tham gia cùng. Đúng không? Sau đó tham gia xong thì đến mức thứ 5, đó là mức gì? Tham gia trong quá trình ra quyết định là sao? Khi anh đề xuất rồi, anh tham gia rồi thì đến cái mức thêm nữa là quyết định. Quyết định là có đi làm cái việc đó hay không? Đúng không? Đúng chưa? Rồi đến mức thứ 6 là gì? Mức thứ 6 là tham gia tự nguyện. Tự nguyện ở đây là các bạn sẽ thấy là cái tham gia mức tự nguyện là mức tham gia cao nhất và nó có hiệu quả nhất trong các cái hoạt động về phát triển cộng đồng. Lúc nãy, ví dụ như cái ví dụ của cái clip tả lúc nãy đi, thì tham gia tự nguyện các bạn sẽ thấy là nó là những hoạt động gì đấy? Đúng rồi, tự xây nhà vệ sinh, đúng không? Biết được rồi không? Tự cái cộng đồng đó đề xuất ra, lập kế hoạch ra, bỏ tiền ra để xây dựng cái
cái nhà vệ sinh, đúng không? Rồi tự xây cái gì? Xây cái lắp cái nước rửa, đúng không? Đó, rồi tự làm sạch nguồn nước. Đó, tức là ở đây người ta tham gia tự nguyện là sao? Họ đề xuất được tự xây dựng được kế hoạch, rồi triển khai cái hoạt động đó ở dưới cái cộng đồng người ta. Đó là cái mức tham gia cao nhất và cũng có hiệu quả nhất trong các cái mức độ tham gia của cộng đồng. Thì ở đây các bạn có thể thấy là đây là ví dụ này. Ở đây có ba, có một số các cái hình ở đây. Đây là các cái chương trình. Ví dụ như là ở đây có cái ví dụ như tham gia tư vấn đi. Đó, ví dụ ở đây người ta sẽ ngồi, người ta đưa ra các cái đề xuất chẳng hạn, thấy xem là cái hoạt động nào nó phù hợp, bỏ phiếu ấy, bạn thấy không? Đây là những cái bỏ phiếu này, mình đề xuất xem là cái hoạt động nào nó phù hợp hoặc là không phù hợp để triển khai. Đó, đây là tham gia cung cấp thông tin này, tham gia cùng này. Ví dụ như là cái tham gia cùng ở đây thì có hoạt động gì? Các cái cô mà cộng tác viên dân số thôn bản ấy, người ta tham gia cùng với hệ thống y tế để làm sao chăm sóc sức khỏe, ví dụ như thế. Đấy là tham gia cùng trong cộng đồng. Ở đây có mức, thì mức đầu tiên là thấp nhất, đó là tham gia thụ động, bảo gì làm nấy, không đưa ý kiến gì hết. Mức thứ hai đó là tham gia cung cấp thông tin. Mức thứ ba đó là sau khi cung cấp thông tin rồi thì sẽ là tham gia tư vấn. Tham gia tư vấn xong thì là tham gia thực hiện các cái hoạt động phát triển cộng đồng. Mức năm đó là tham gia quá trình quyết định. Và cái thứ sáu đó là đề xuất kế hoạch tự triển khai cái tham gia tự nguyện nha. Rồi, và để xuống đi làm việc cộng đồng thì mình cũng phải có một số các kỹ năng, chứ không phải là mình muốn làm việc như thế nào cũng được. Bởi vì thực tế thì khi mà làm việc với cộng đồng ấy, mình tạo một cái thân thiết, một cái môi trường thân thiết, thân thiện thì sẽ có sự hợp tác của cộng đồng. Ví dụ như bạn đến một cái nhà mà bạn tạo ra người ta một cái sự khó chịu thì người ta có hợp tác với bạn không? Tất nhiên là không rồi. Và khi đó không có sự tham gia của cộng đồng, không có sự hợp tác hoặc sự tham gia của cộng đồng thì cái chương trình của các bạn có triển khai được không? Là không, đúng không? Do vậy thì mình phải có một số các kỹ năng về làm việc. Theo các bạn thì nếu mà để làm kỹ năng ấy, các cái kỹ năng làm việc với cộng đồng thì cần quan tâm những kỹ năng gì? Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng gì nữa? Kỹ năng gì? Ngoài kỹ năng giao tiếp ra, rồi thế thì mình sẽ đi vào cái kỹ năng giao tiếp trước nha. Tức là mọi người đều biết được cái kỹ năng đầu tiên là kỹ năng giao tiếp, đúng không? Rồi, giao tiếp, giao tiếp và đầu tiên thì là sẽ giao tiếp bằng ngôn ngữ, đúng không? Giao tiếp ngôn ngữ là cái giao tiếp đó. Bằng ngôn ngữ đó là cái hình thức chủ yếu để mà mình trao đổi thông tin, mình tiếp nhận thông tin, mình hỏi, mình tiếp nhận thông tin. Nhưng mà điều quan trọng nhất ấy, ở đây ấy, điều quan trọng nhất và xếp đầu tiên ở đây ấy, là các bạn phải sử dụng cái ngôn ngữ làm sao mà dễ dàng cho việc người phỏng vấn cũng như là cái người nhận thông tin. Nên là ở đây đầu tiên là sử dụng ngôn ngữ địa phương. Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ địa phương? Tại sao phải sử dụng ngôn ngữ địa phương? Để cho mình truyền thông, mình nói thì người ta hiểu mình, đúng không? Chứ không phải người ta hiểu sai. Tôi lấy ví dụ như là các bạn là người miền Nam mà các bạn đi ra ngoài Bắc, các bạn truyền thông, các bạn nói là cho bé ăn bao nhiêu chén cơm chẳng hạn, ví dụ thế. Thì ở ngoài kia chén là cái gì? Là cái chén uống nước, đúng không? Hoặc là nếu mà người ở ngoài Bắc mà vào đây truyền thông cho các bạn nói rằng ví dụ như là một bữa nên ăn 1 đến 2 bát cơm chẳng hạn, thì hiểu cái từ bát không? Mình sẽ không hiểu, đúng không? Hoặc là khi mà mình đi xuống truyền thông mà mình dùng các cái từ thuật ngữ academic ấy, ở Hàn Lâm ấy, thì người ta có hiểu không? Tuy nhiên là không rồi, mình sẽ phải dùng các cái từ thông các cái thuật ngữ rất là thông dụng, đúng không? Ví dụ như là hồi trước tôi có làm khi mà đi phỏng vấn cái phỏng vấn đó triển khai ở ở phía Bắc và ở phía Trung, khi mà tìm hiểu về cái việc là có
rạch cái tầng sinh môn khi mà sinh hay không, phụ nữ có bị rạch tầng sinh môn khi sinh hay không, hay là để rạch chủ động ấy. Thì trong bộ câu hỏi thì hỏi là ở miền Bắc thì khi hỏi nói đến tầng sinh môn thì người ta sẽ hiểu nó là cái gì, hoặc là rạch âm đạo thì sẽ hiểu là cái gì. Tuy nhiên thì vào miền Trung ấy, khi tới miền Trung ấy thì cái bộ câu hỏi đấy lại phải chỉnh sửa lại. Bởi vì ở miền Trung người ta không có sử dụng từ đó, nên là nếu mà mình có đi phỏng vấn, mình có hỏi thì người ta cũng không biết đó là cái gì. Và ở miền Trung thì người ta gọi dùng cái từ đấy là dùng từ gì? Cửa mình. Đó. Thế nên là khi mà xuống đó thì sẽ hỏi là khi mà chị sinh ấy thì nhân viên y tế sẽ rạch cửa mình hay là để cho cửa mình tự rạch? Ví dụ như thế nha. Do vậy là khi mà các bạn xuống một cái cộng đồng hoặc các bạn làm việc với một cộng đồng nào đó, bởi vì ở đây thì các bạn ở Hồ Chí Minh hết, và các bạn có làm thì các bạn cũng sẽ làm ở xung quanh đây thôi, chứ các bạn không đi tỉnh, các bạn cũng không về miền núi phía Bắc. Tuy nhiên là tôi nói cho các bạn biết thêm thôi, thì mình sẽ phải sử dụng các cái ngôn ngữ địa phương. Ngoài ra có khi là mình còn phải dùng thông dịch viên nữa. Nếu ví dụ như là mình đi xuống tới các cái tỉnh miền núi phía Bắc chẳng hạn, thì mình nói tiếng Kinh mà người ta nói tiếng dân tộc không thể nào hiểu được thì phải có thông dịch viên, đúng không? Đó, phải tạo điều kiện cho người nói chuyện hiểu được nội dung cần trao đổi và họ cảm thấy tự tin khi trò chuyện. Họ phải hiểu đúng cái nội dung của mình đang muốn trao đổi thì mình mới lấy được cái thông tin đúng không? Và khi mà tự tin thì mới trò chuyện được. Tôi lấy ví dụ khi mà các bạn nói chuyện với thầy cô giảng viên về một vấn đề nào đấy, nếu mà bạn cảm giác không tự tin thì bạn có dám trả lời các thầy cô không? Bạn có dám trả lời không? Tuy nhiên là không rồi, đúng không? Phải cái vấn đề mà mình cảm thấy là mình tự tin thì mình mới có thể thoải mái trao đổi được. Ví dụ như từ lúc nãy giờ hỏi ấy, có mấy bạn cảm giác tự tin khi nói không? Không, đúng không? Do vậy vì chính vì không tự tin nên là mới không dám nói, đúng không? Mà không dám nói thì mình có thu được thông tin không? Thì đương nhiên là không thu được thông tin rồi. Do vậy là mình phải làm cho họ cảm thấy tự tin khi nói chuyện, đúng không? Mà để họ cảm thấy tự tin khi nói chuyện thì phải làm sao? Thì phải tạo cái không khí trao đổi thân mật, đúng không? Phải có khuyến khích, khích lệ, động viên, đúng không? Chứ chưa gì tới mà nói là anh làm sai hoặc là anh chẳng biết gì cả thì người ta có nói không? Giống như các bạn đi ví dụ như thế mà bảo các bạn là cái này các bạn chẳng biết đâu, thì hỏi các bạn thì các bạn có dám trả lời không? Thấy tự tin trả lời không? Tất nhiên là không rồi, đúng không? Do vậy là các bạn phải tạo cái không khí trao đổi thân mật, kiểm tra xem họ có thực sự hiểu cái nội dung trao đổi hay không. Ha? Nên chọn vị trí ngồi hòa đồng với người mình trao đổi và cần tìm cách để thúc đẩy, khuyến khích người nói tự tin. Khi mà các bạn khuyến khích được họ cảm giác là tự tin thoải mái rồi thì họ sẽ cái việc mà hỏi và đáp của bạn không còn là gọi là cách hỏi đáp nữa, mà nó thành một cái như kiểu câu chuyện, tức là như kiểu cái cách là mình đang nói chuyện với nhau để mình thu nhận các cái thông tin từ phía đối tượng hoặc từ phía cộng đồng, đúng không nhá? Rồi, ngoài giao tiếp bằng ngôn ngữ ra thì còn giao tiếp bằng cái gì nữa? Ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể còn cái gì nữa? Gọi là gì? Là giao tiếp phi ngôn ngữ, đúng không? Giao tiếp phi ngôn ngữ. Rồi, giao tiếp phi ngôn ngữ nó là một cái yếu tố để tạo nên là cái cuộc nói chuyện đó nó có thành công hay không, nó có hiệu quả hay không. Trong một cái quá trình giao tiếp thì sẽ có ba cái yếu tố tác động. Đó là đầu tiên là sử dụng ngôn ngữ, cái thứ hai đó là cường điệu giọng nói, và cái thứ ba đó là về giao tiếp phi ngôn ngữ. Thì phi ngôn ngữ có thể là cử chỉ ánh mắt này, lời nói, trang phục này, khoảng cách này, ví dụ như thế. Thì người ta nói rằng là khi mà giao tiếp như vậy thì cái sử dụng ngôn ngữ ấy, nó chỉ chiếm khoảng 10% thôi. Nhưng cái cường điệu của giọng nói ấy, nó chiếm khoảng tầm 30%. Và cái mà các cái giao tiếp bằng phi ngôn ngữ ánh mắt các thứ á, trìu mến hay là căm ghét hay gì đó thì nó phải chiếm đến trên 50%. Bạn trao đổi với người ta mà bạn ánh mắt bạn thù hằn hay bạn đang khó chịu, ví dụ như buổi sáng đấy cãi nhau bố mẹ hoặc cãi nhau với bồ, xong đi phỏng vấn cộng đồng với ánh mắt gọi là hầm thù, căm hờn, thì các bạn sẽ nghĩ sao? Người ta có dám trả lời không? Người ta còn chẳng tiếp bạn nữa cơ, đúng không? Do vậy là cái giao tiếp phi ngôn ngữ này rất là quan trọng. Và nhiều khi ấy, các bạn im lặng là các bạn
năng giao tiếp. Tôi lấy ví dụ sao? Các bạn im lặng vậy thôi, nhưng ví dụ tôi nói mà các bạn ánh mắt các bạn nhìn, tức là các bạn đang thể hiện rằng các bạn đang chú tâm lời nói của tôi, các bạn có giao tiếp với tôi đúng không? Mặc dù các bạn không nói gì hết, đúng không? Hoặc là cử chỉ nét mặt, ví dụ cử chỉ nét mặt mà thân thiện thì cái cuộc giao tiếp đó là đang có cái khả năng tiến triển tốt đấy. Còn nếu mà giả sử như người ta không quan tâm, mình nói người ta nhìn đi chỗ khác, là mình biết là cái cuộc giao tiếp đó nó đang có vấn đề, đúng không? Nên do vậy là ngay cả khi im lặng là mình cũng đang giao tiếp, mình giao tiếp bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, không cần mình phải lời nói ra nhá. Do vậy khi mà các cái giao tiếp này là các bạn quan trọng đến những cái nét mặt, gật đầu hay là bằng ánh mắt. Khi các bạn xuống cộng đồng ấy, sau này các bạn đi I5 là các bạn sẽ xuống trạm y tế chẳng hạn như thế, thì không chỉ là xuống học thôi mà các bạn còn xuống đó các bạn làm việc, các bạn làm việc với đối tác. Ví dụ như đối tác là gì? Đối tác chính là những nhân viên y tế của trường á, rồi người dân đến khám bệnh, đúng không? Đó thì là những cái phiên ngôn ngữ này nó ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả. Đây là một cái ví dụ về cái khoảng cách ngồi, cách nói chuyện khi mà các bạn đi xuống dưới cộng đồng. Ví dụ các bạn người ta một cái sự thoải mái hoặc sự thân thiện, thì lúc mà các bạn phỏng vấn nó, cái cuộc phỏng vấn nó cũng rất là nhẹ nhàng. Ở đây là một cái hai cái hình này là trong một cái điều tra về hiệu quả nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu ở các tỉnh ở phía Bắc và miền Trung, miền Bắc và miền Trung. Thì các bạn sẽ thấy là phong cách các bạn tác phong ăn mặc không quá xa cũng không quá gần, đúng không? Không tạo khoảng cách, thân thiện để mà khi mà mình hỏi thì người ta thấy thoải mái để người ta trả lời, và khi đó thì mình sẽ thu được cái thông tin tốt nhất. Ví dụ như bạn làm bác sĩ đi, bạn mà làm cho bệnh nhân cảm giác lo sợ thì các bạn nghĩ là bạn khai thác tiền sử bệnh nhân hoặc là khai thác về cách người ta uống thuốc có đúng không? Người ta có dám nói thật không? Ví dụ bạn hỏi là thế bác uống thuốc 10 viên một ngày, bác có tuân thủ điều trị hay không? Nhưng mà nếu với hai trường hợp, một trường hợp là hỏi thăm nhẹ nhàng và một trường hợp thì gắt gỏng, khó chịu, thì bạn sẽ nghĩ là cái nào bạn sẽ thu được cái thông tin đúng? Là nhẹ nhàng, đúng không? Chứ còn bác sĩ mà gắt gỏng thì bệnh nhân đã sợ chết khiếp rồi, còn đâu mà dám khai thật nữa, đúng không? Uống chẳng may có lỡ quên thì cũng không dám nhận, đúng không? Đó. Đối với làm việc phát triển cộng đồng thì sẽ có rất nhiều đối tượng đặc biệt, ví dụ như là về trẻ em, người già hoặc người yếu thế chẳng hạn. Người yếu thế thì có thể là trẻ mồ côi hoặc là những cái nhóm người mà gặp cái bệnh ví dụ như là HIV hoặc là những người mà nghiện trích ma túy chẳng hạn như thế, thường dễ bị kỳ thị ấy, cái nhóm đối tượng đó, hoặc những cái đối tượng mà LGBT chẳng hạn như thế, thì nó có thể là cái nhóm yếu thế. Thì với những cái nhóm đối tượng đặc biệt như vậy thì mình sẽ phải có những cái nốt lại trong cái việc giao tiếp của mình. Ví dụ như là các bạn sẽ phải có quan sát, có lắng nghe, các bạn phải tôn trọng ý kiến người ta. Nếu mà thể hiện cái việc là không tôn trọng thì họ cũng không có nhu cầu để cung cấp thông tin cho các bạn. Ngoài ra thì thân thiện, khuyến khích, có kế hoạch, tức là với những cái đối tượng đó thì mình cần phải có kế hoạch. Mình sẽ thu thập thông tin như thế nào với những cái đối tượng như thế, mình sẽ phải đưa ra những cái mà thuận lợi, khó khăn có thể gặp phải khi mà gặp với những cái đối tượng đó để mình lường trước được rồi, và cần có thời gian ha. Không có cái gì cũng phải từ từ chứ không thể nào vội vàng được nhé. Rồi, khi làm việc cộng đồng, ngoài kỹ năng giao tiếp ra thì các bạn sẽ phải biết được kỹ năng đặt câu hỏi. Kỹ năng đặt câu hỏi, sau các bạn làm bác sĩ cũng thế, các bạn sẽ phải hỏi, đúng không? Các bạn đi hỏi bệnh suốt đấy chứ, đúng không? Ví dụ như là buổi sáng mà đi thăm bệnh là phải hỏi bệnh không? Tất nhiên là phải hỏi bệnh rồi. Bác có đau không? Rồi ngày hôm qua anh chị thấy thế nào? Đó, đúng không? Là phải hỏi bệnh. Tuy nhiên thì nó cũng cần phải có kỹ năng,
để hỏi sao mà có thể khai thác được thông tin tốt nhất. Vậy thì khi trong giao tiếp thì các bạn sẽ nghĩ là có những cái loại câu hỏi như thế nào? Sẽ có những dạng câu hỏi như thế nào? Câu hỏi mở là câu hỏi như thế nào? Cho bệnh nhân tự trả lời. Có câu hỏi nào mà không có cho tự bệnh nhân trả lời không? Tức là cho bệnh nhân có thể là thoải mái trình bày các cái ý kiến hoặc là can quan điểm cá nhân của bản thân, đúng không? Rồi, ngoài ra còn câu hỏi như nào nữa? Câu hỏi đóng à? Câu hỏi có không à? Rồi, còn gì nữa không? Ở đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là ba loại câu hỏi. Là câu hỏi mở, là như lúc nãy bạn có nói đúng không? Là các bạn sẽ đưa ra để cho người ta có thể là có trình bày các cái ý kiến cá nhân, đúng không? Câu hỏi mở thì sẽ thường là câu hỏi các bạn sẽ làm câu hỏi như nào? Sẽ có cái từ như thế nào hoặc ra sao, đúng không? Anh chị sử dụng thuốc như thế nào? Hoặc là cái việc là tình trạng bệnh của anh ra sao, đúng không? Đó, là để cho cái người bệnh ấy có thể là tự đưa ra các cái ý kiến cá nhân của mình. Rồi, đến loại thứ hai đó là câu hỏi thăm dò. Câu hỏi thăm dò thì như nào? Câu hỏi thăm dò thì là sao? Rồi, như là các bạn đến tìm hiểu về việc tiêm ngừa vaccine của phụ nữ có con dưới 1 tuổi đi. Thì câu hỏi mở các bạn là chị cho bé tiêm cái vaccine sởi như thế nào, đúng không? Đó, rồi sau đó thì người ta có thể nói ABCD gì đó. Thế sau đó các bạn muốn thăm dò, muốn hiểu sâu hơn về một cái vấn đề nào đó, thì các bạn sẽ đặt câu hỏi thêm. Các bạn thăm dò xem, ví dụ khi mà nói rằng là tôi sử dụng cái tiêm cho trẻ là đến tiêm dịch vụ đi, thay vì tiêm trạm chẳng hạn. Thì cái câu hỏi thăm dò của các bạn là muốn xoáy sâu, muốn tìm sâu vào một cái vấn đề nào, thì các bạn sẽ hỏi thêm nữa là thế vì sao mà anh chị chọn cái loại hình là tiêm dịch vụ thay vì tới tiêm tại trạm y tế, đúng không? Đó, đấy là cái câu hỏi thăm dò để mà người ta trình bày sâu hơn, xoáy sâu vào một cái vấn đề nào đó, thu thêm được các cái thông tin về cái vấn đề, tức là bạn tìm, bạn khai thác thêm được cái thông tin đó ha. Rồi, đến câu hỏi gợi ý. Câu hỏi gợi ý là sao? Câu hỏi gợi ý là sao? Thì cái từ gợi ý là như nào? Câu hỏi gợi ý tức là thông thường trong cái câu hỏi của người ta đã gợi ý một cái hướng nào đó muốn cái người ta trả lời. Tôi lấy ví dụ, bạn tới một nơi mà bạn đánh giá cái môi trường đấy nó không được tốt, thì bạn sẽ hỏi rằng là điều kiện vệ sinh môi trường ở đây không tốt phải không? Không tốt như thế nào? Tức là bạn đã định hướng, bạn gợi ý cho người ta về cái chiều hướng của vấn đề đó và bạn đi về cái hướng đó, đúng không? Thay vì có thể là hướng tích cực hoặc hướng tiêu cực thì bạn nhìn thấy cái hướng tích cực của cái vấn đề đó và bạn đi vào cái hướng tích cực đó. Hoặc rằng ví dụ như là người ta không chọn trạm y tế nhưng bạn không hỏi lý do vì sao mà người ta chọn dịch vụ thay vì trạm y tế, mà bạn nói luôn là thế thì có phải là dịch vụ của trạm y tế ở đây không tốt phải không, không tốt như thế nào chẳng hạn. Như thế tức là cái câu hỏi của bạn đã định hướng cho người ta theo một cái hướng câu trả lời rồi. Đấy là câu hỏi gợi ý. Và trong cái việc mà đi giao tiếp, mà đi làm các cái hoạt động về phát triển cộng đồng ấy, thì thường người ta sẽ hỏi sử dụng hai cái nhóm câu hỏi trên, đó là câu hỏi mở và câu hỏi thăm dò, thay vì câu hỏi gợi ý. Bởi vì câu hỏi gợi ý thì nó sẽ đưa ra các cái chiều hướng của người phỏng vấn muốn được nghe, mà mình sẽ không biết được là các cái, ví dụ
điều kiện môi trường ở đây mặc dù là mình thấy là không tốt, nhưng mà nó sẽ còn có, ví dụ người ta ở đó người ta có thể thấy là một số cái nó có các cái hướng tích cực chẳng hạn, nhưng mà vì mình chỉ có hỏi tiêu cực thôi thì người ta sẽ chỉ trả lời tiêu cực thôi, mà mình sẽ không biết được những cái tích cực ở đó ha. Đó, do vậy là trong giao tiếp thì nên sử dụng các cái loại câu hỏi mở và thăm dò thay vì các cái câu hỏi gợi ý nha. Kỹ năng đặt câu hỏi thì các cái câu hỏi, một cái câu hỏi tốt ấy để mà để khai thác được thông tin ấy thì phải mang tính trung lập và nội dung rõ ràng. Nếu mà câu hỏi dài quá, đến lúc mà đọc xong câu hỏi rồi thì cũng người ta cũng không kịp hiểu nó là mình đang muốn hỏi gì, thì mình có thu được thông tin không? Không, đúng không? Ngắn nhưng mà đầy đủ, dùng từ dễ hiểu. Các bạn dùng các cái từ thông dụng, dễ hiểu để mà có thể là người ta nắm được cái nội dung. Bởi vì nhiều khi ấy, bạn ở đây với bạn thành phố thì các bạn sẽ không biết, chứ khi mà các bạn đi các cái chương trình phát triển ở cộng đồng ấy, thường là người ta sẽ đến các cái khu vực vùng sâu vùng xa, hoặc là cái khu mà kinh tế đang còn cái phát triển chẳng hạn như thế, thì cái mặt cái nhận thức của người dân ấy hoặc là các cái về trình độ văn hóa của người dân ấy, người ta cũng không được cao ấy, thì khi mà mình nói chuyện ấy nhiều lúc người ta hiểu còn không kịp. Do vậy là những câu hỏi nên ngắn gọn, rõ ràng. Ví dụ vì sau các bạn mà có đi tư vấn hoặc các bạn hỏi bệnh nhân ấy, ví dụ như các bạn mà chăm sóc bệnh nhân, mà bệnh nhân người lớn tuổi hoặc người cao tuổi, hoặc là ví dụ như là công nhân hay nông dân chẳng hạn như thế, thì cái cách mà bạn nói chuyện nó cũng phải chậm rãi, từ tốn, dùng từ dễ hiểu hơn so với ví dụ như là cái bệnh nhân của bạn là có học đại học hoặc là học trên đại học, thì nó cũng sẽ nói một cách khác, đúng không? Đó. Dùng phải từ phải dễ hiểu khi làm cộng đồng nhá, chú ý. Bên cạnh đó thì sẽ có một số lỗi thường gặp khi hỏi, thì ví dụ như là nội dung câu hỏi không rõ ràng, hoặc là câu hỏi quá dài, vừa hỏi vừa giải thích, nghe giải thích xong thì cũng người ta theo không kịp ấy, nên là người ta sẽ không hiểu được các bạn hỏi cái gì. Và việc dùng các cái câu hỏi thăm dò để tìm hiểu thông tin, tuy nhiên thì thường câu hỏi này thì rất là khó và mất rất nhiều thời gian. Đây là một số các hình ảnh của cộng tác viên dân số khi mà xuống dưới cộng đồng người dân tộc để làm việc. Trong cái quá trình hỏi thì có phải là, hoặc là trong quá trình nói chuyện thì có phải là chỉ có mỗi cách đặt câu hỏi và người ta trả lời là xong không? Mà mình còn phải có cái kỹ năng thúc đẩy, ví dụ như làm việc nhóm chẳng hạn như thế. Các bạn có bao giờ làm việc nhóm không? Có bao giờ phải làm bài tập tổ không? Rồi đến lúc mà trao đổi thì như thế nào? Có bao giờ gặp cái trường hợp là không ai muốn trả lời, tổ trưởng đưa ra câu trả lời và đáp lại là sự im lặng không? Không có ý kiến gì không? Tất nhiên là có, đúng không? Thì như vậy thì trong cái quá trình mà mình thảo luận nhóm hoặc mình làm việc tổ cũng vậy, cái người tổ trưởng ấy hoặc là người điều phối cái chương trình đó phải có cái kỹ năng thúc đẩy. Thúc đẩy ai? Thúc đẩy những cái thành viên trong cái cuộc phỏng vấn đó hoặc là cuộc thảo luận đó có thể chia sẻ được thông tin. Thì cái kỹ năng cái thúc đẩy là như nào? Thì các bạn sẽ phải thấy là các bạn phải có khởi xướng vấn đề khi thảo luận với người dân. Các bạn phải có đặt vấn đề. Phải đặt vấn đề, tìm kiếm cái sự chú ý của người ta vào cái vấn đề đó. Ví dụ như lúc nãy tôi có đưa cho bạn hai clip xem chẳng hạn như thế. Tức là khởi xướng cái việc là về cộng đồng để các bạn quan tâm tới cái vấn đề đó, đúng không? Bạn thu hút được sự quan tâm của người đó. Ví dụ như vào một cái thảo luận nhóm chẳng hạn thì bạn phải có đặt vấn đề, phải nói một cái gì đó dẫn dắt đến cái nội dung mà hôm nay bạn muốn thảo luận, đúng không? Để người ta thấy có mức độ quan tâm. Sau đó là mình khuyến khích sự tham gia, đưa ra các cái câu hỏi hoặc là giải thích làm sáng tỏ các nội dung thảo luận. Ngoài ra thì các bạn sẽ phải xem rằng là các bạn, lúc mà các bạn làm hoặc các bạn điều phối một cái hoạt động thảo luận nhóm thì các bạn sẽ phải có sự quan sát. Quan sát cái gì? Quan sát sự tham gia của các đối tượng. Các bạn sẽ phải xem là ai phát biểu nhiều, ai năng nổ, ai rụt rè, ai là cái nhóm yếu thế. Ai là cái nhóm người nghèo chẳng hạn, yếu thế không dám phát biểu. Ví dụ như thế, các cái nhóm yếu thế thường trong các cái thảo luận nhóm thì thường người ta rất là ít phát biểu. Nhưng mà những cái nhóm đấy lại là những cái nhóm mà có nhu cầu nhiều trong cái việc chăm sóc sức khỏe. Đúng không?
nhưng mà họ dám nói. Thì trong cái quá trình mà mình làm cái đó, mình phải quan sát, mình quan sát thì mình thấy à, mình xem rằng mình ghi chép lại đó, rồi mình sẽ phải điều chỉnh cái sự hợp lý tham gia của các thành viên. Thành viên nào mà năng nổ quá, nói nhiều quá, chiếm sóng nhiều quá thì các bạn phải cho nó bớt lại, đúng không? Mình sẽ khuyến khích những cái đối tượng mà không phát biểu, mình sẽ hỏi ý kiến của anh ý về cái vấn đề này, hỏi ý kiến anh B, hỏi ý kiến anh C về cái vấn đề này, hoặc hỏi ý kiến chị D là với cái ý kiến về vấn đề này thì chị thấy thế nào, chị có ý kiến như thế nào về cái vấn đề này, đúng không? Ngoài ra thì nhiều khi mình vẫn phải gặp phải cái trường hợp là mình có hỏi rồi nhưng người ta cũng không trả lời, ta cũng không biết để mà trả lời, đúng không? Sau khi mà mình đã làm sáng tỏ cái vấn đề, mình làm cho người ta rõ cái vấn đề đấy rồi nhưng người ta không có ý kiến gì cả thì thôi, cũng phải đánh chịu thôi, đúng không? Rồi. Tiếp đến là kỹ năng lắng nghe và kỹ năng ghi chép. Thì trong đó thì mình sẽ phải có các cái kỹ năng là cùng chia sẻ với người dân. Chia sẻ gì? Phải hiểu được cuộc sống của họ, những thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt và làm việc. Tức là mình phải xuống dưới cộng đồng, xuống cái nơi mà mình sẽ phát triển cộng đồng đó. Mình xem, mình tìm hiểu về cuộc sống của họ, mình xem là môi trường của họ hiện giờ như thế nào, họ có thiếu thốn gì. Mình biết về cái điều kiện sinh hoạt và làm việc của họ ra sao, đúng không? Rồi tôn trọng những cố gắng của người dân và cộng đồng. Tôi lấy ví dụ như là khi mà đến thì các bạn sẽ phải thấy là mình phải nhìn, đầu tiên phải nhìn về những cái mặt tích cực mà họ đang có, những cái mà họ đã làm được. Tôi lấy ví dụ như với sinh viên đây thì tôn trọng những cái cố gắng, ví dụ như là các bạn thay vì các bạn học online ở trên máy tính thì các bạn mất công mất sức đến đây để các bạn học trực tiếp ở đây, là tôi ghi nhận và tôi tôn trọng những cái cố gắng của các bạn, đúng không? Thì mình cũng thấy là cái việc mà công sức mình bỏ ra ngoài là việc mình được nghe thầy cô giảng bài trực tiếp thì mình còn nhận được cái sự tôn trọng của người giảng viên nữa, thì mình thấy rất là thích, đúng không? Đúng không? Tôi lấy ví dụ như thế. Thì khi mà các bạn xuống cộng đồng ấy thì bạn cũng phải thể hiện cái sự tôn trọng, hoặc là mình ghi nhận những cái cố gắng của họ. Thì cũng giống như bệnh nhân ấy, sau này bạn có điều trị cho bệnh nhân thì đầu tiên bạn phải ghi nhận những cái gì người ta đã làm được, đúng không? Thì họ mới có động lực để họ tiếp tục, người ta uống thuốc điều trị bệnh. Chứ nếu mà chưa gì đến đã băm bổ chửi bới người ta rằng là anh không tuân thủ điều trị, cái mức huyết áp của bác đang thấp này là do bác không tuân thủ điều trị, đúng không? Bác bỏ thuốc đúng không? Thế này kia, đúng không? Thì như là kiểu là dội gáo nước lạnh của người ta có, hoặc là bây giờ đi khám thì có nhiều nơi đến là bác sĩ cáu gắt, quát tháo. Nhiều lúc là không có động lực để mà uống thuốc với những cái trường hợp mà bệnh mãn tính này, uống suốt đời chẳng hạn như thế. Nếu mà không có cái việc khuyến khích động viên thì bệnh nhân có uống, ví dụ như bệnh nhân HIV chẳng hạn, phải uống ARV suốt đời chẳng hạn, và uống cái ARV đó nó còn có các cái tác dụng phụ chẳng hạn. Nếu mà mình không có cái sự khuyến khích động viên thì bệnh nhân có thể bỏ thuốc bất cứ lúc nào, đúng không? Đó. Không chỉ trích hay phê phán các cái hoạt động ở địa phương. Không phải là đến vào một nơi địa phương là mình chỉ ra cái sai. Trước tiên mình phải ghi nhận những cái đúng đi đã. Nhá. Không chỉ trích, không phê phán. Có góp ý là cái này chưa được thôi. Nhưng mình góp ý là trên dựa trên cái việc là góp ý, chứ không phải là chỉ trích, phê phán người ta. Anh làm sai rồi, anh làm kém quá. Thì không phải là như vậy. Nhá. Chia sẻ với người dân là phương thức xây dựng niềm tin với họ. Nhá. Mình xuống, mình chia sẻ với họ, mình tạo niềm tin với người dân. Cũng giống như là bạn là bác sĩ thì khi mà bạn điều trị ấy, bạn phải tạo cho bệnh nhân có một cái niềm tin ở bạn, đúng không? Phải tin, có niềm tin bạn thì người ta mới nghe bạn chứ. Chứ nếu mà bệnh nhân không có niềm tin thì người ta chỉ điều trị bạn một hai lần là bạn người ta sẽ đi tìm bác sĩ khác à? Bây giờ quá trời bác sĩ rồi, đâu có thiếu bác sĩ đâu, đúng không? Do vậy là phải có xây dựng được niềm tin với cộng đồng, với bệnh nhân, ha? Với người dân. Đây là một cái ví dụ là chia sẻ các cái hoạt động, ví dụ như là khi mà người ta đến, cũng là trong cái chương trình lúc đấy là bà mẹ mang con đến để trả lời phỏng vấn cái bộ phiếu về nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu ấy. Phiếu đấy dày lắm, nó dày từng này, phỏng vấn mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Và người ta bế con đến. Thế nếu mà giả sử như mình có chia sẻ cái gánh nặng chăm sóc bé cùng này, hoặc bế có thời gian để chia sẻ với
không rồi. Ngoài ra là như là người ta thấy là mình chơi vui vẻ với bé thì người ta cũng tạo một cái rất là thân thiện, mình người ta thấy mình là thân thiện thì người ta cũng tạo cái điều kiện cho mình, người ta sẽ trả ngồi, người ta sẽ trả lời bộ câu hỏi đó. Chứ mà mấy bé này đến mà mình không chơi hoặc là mình để kệ cho người ta tự chăm thì chắc chắn là người ta chỉ trả lời phỏng vấn được khoảng 30 phút là người ta đi về, vì là người ta không có gọi là không có cái động lực để ngồi trả lời cho mình. Con thì quấy. Rồi, ngoài ra thì còn có cái kỹ năng về ghi chép, luôn mang theo sổ ghi chép và bút viết. Đấy là giờ xưa thôi, chứ bây giờ tôi thấy các bạn toàn các mang điện thoại rồi iPad rồi laptop các thứ, các bạn ngồi các bạn đánh máy, bạn ghi thì phải có ghi chép lại. Thì sau các bạn cũng phải tập cái thói quen là các bạn in 4 thì năm sau là in 5, các bạn đồng chẳng hạn. Thì khi mà các thầy cô sửa bài, chữa bài cho các bạn thì cũng nên ghi chép lại, chứ không phải gật nhưng mà các bạn nghĩ các bạn nhớ nhưng mà đến lúc về là các bạn quên hết à. Nên là phải có tập cái thói quen là mình ghi chép lại ha. Ghi chép ngay khi trao đổi với người dân, nếu thấy bất tiện sau khi trao đổi xong bạn tranh thủ thời gian ghi lại các ý của mình, hoặc có thể sử dụng cả máy thu âm nữa. Nhưng mà khi mà sử dụng các cái máy ghi âm này là các bạn phải xin phép ý kiến người ta, ta có đồng ý cho bạn được ghi âm cái cuộc nói chuyện này hay không ha. Bạn có thể ví dụ như là khi mà các bạn xin xuống để tìm hiểu cộng đồng đi, thì bạn phải có cái sổ để bạn ghi chép lại là cộng đồng này người ta có những cái đặc điểm như nào về địa lý, về môi trường chẳng hạn, thì phải có ghi lại đúng không, chứ không ghi lại thì sẽ quên mất. Mình tưởng là mình nhớ ấy nhưng mà đến lúc về là mình quên, nên là tập thói quen ghi chép ha. Ghi chép hoặc là chụp hình nữa. Rồi. Cái thái độ của người làm việc cộng đồng ấy, ở đây khi mà các bạn đi xuống cộng đồng ấy thì bạn sẽ là cái thái độ vừa làm và vừa học. Làm là làm gì mà học thì học gì? Làm là làm gì? Mà các bạn học gì ở đấy? Người làm việc cộng đồng thì bạn nghĩ là bạn sẽ làm gì và bạn học gì? Bạn vừa là người thực hiện mà bạn vừa là người học. Bạn học gì? Bạn thực hiện gì? Thực hiện các cái hoạt động của chương trình, đúng không? Các bạn triển khai các hoạt động truyền thông, các bạn triển khai các cái khám sàng lọc, đúng không? Các bạn triển khai các cái tư vấn, đúng không? Nhưng các bạn học gì? Học cộng đồng học cái gì? Các bạn biết được thêm về văn hóa, về lối sống, về hành vi. Rồi các bạn sẽ biết thêm được môi trường nó tác động như thế nào đến cái hành vi đó, hoặc môi trường sẽ tác động như thế nào đến cái vấn đề sức khỏe, hoặc là cái hành vi đó, văn hóa đó nó ảnh hưởng như thế nào đến cái tình trạng sức khỏe của cái người dân ở đó, đúng không? Ví dụ như khi mà các bạn đi tới cộng đồng ở đây không biết các bạn nào theo đạo không? Bạn này theo đạo thì sẽ không có sử dụng các biện pháp tránh thai, đúng không? Đó, thì ví dụ như khi mà các bạn làm các cái chương trình liên quan đến làm mẹ an toàn, hoặc là các cái chương trình về sức khỏe sinh sản chẳng hạn, mà các bạn đến cái cộng đồng của người mà theo đạo chẳng hạn thế, thì các bạn sẽ học được, các bạn sẽ biết thêm được là người ta là không sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, mà người ta chỉ sử dụng các cái biện pháp tránh thai truyền thống thôi, ví dụ như tính ngày hay gì đó thôi, đúng không? Đó, ví dụ như thế. Nếu mà tôi không làm thì tôi sẽ không biết cái đó. À, nhưng mà qua một cái lần mà tôi đi làm cái chương trình liên quan đến vấn đề đó, đi phỏng vấn thì mới biết là những cái người mà theo đạo tôn giáo thì sẽ không có sử dụng các biện pháp đó, mà thay vì biện pháp đó thì sử dụng các biện pháp truyền thống, tính ngày gì đó. Đó, tức là khi mà các bạn vừa làm, các bạn sẽ tâm thế là học được cái nghề mới. Các bạn đi điều trị bệnh cũng vậy thôi, khi mà các bạn xuống lâm sàng thì các bạn sẽ biết là dưới cộng đồng nó có những cái thể bệnh như thế này, hoặc là có những cái dấu hiệu bệnh như thế này, đúng không? Nhiều lúc học ở trên trường đâu có biết được, phải khi đi làm xuống dưới cộng đồng thì mấy bạn mới tiếp xúc mới biết là có những cái dấu hiệu bệnh như vậy, đúng không? Có những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ thế. Tức là mình sẽ trong tâm thế là mình vừa thực hiện và mình vừa đi học. Đấy, học để hoàn thành sự hiểu biết và có kỹ năng. Mình sẽ có kỹ năng làm việc với cộng đồng. Mình có kỹ năng làm việc với người bệnh,
mình sẽ có thêm kỹ năng làm việc với trẻ em. Ví dụ như khi làm việc với trẻ em hoặc khám với trẻ em thì bạn sẽ phải làm, hoặc là có kỹ năng làm việc với người lớn tuổi chẳng hạn như thế. Học thông qua hành động là con đường học trong làm cộng đồng đó. Tức là khi mà các bạn làm thì vừa làm các bạn sẽ học, các bạn sẽ nhớ được rất là lâu nhá. Đó, người dân thì hiểu biết nhiều, tuy nhiên thì họ ít cơ hội. Họ hiểu biết là hiểu biết về cộng đồng của họ, họ thông thuộc cái cộng đồng của họ. Tuy nhiên là họ không có điều kiện hoặc không có cơ hội. Tôi lấy ví dụ như cái clip lúc nãy chẳng hạn. Thì là ví dụ như là điều kiện họ không họ chưa được tiếp xúc được với biết là có cách pha thuốc Orezon như thế nào, hoặc là điều kiện mà họ không biết được cái việc là sử dụng các cái nhà vệ sinh, và nhà vệ sinh như vậy thì phải cách ít nhất là 30 mét so với cái nguồn nước sử dụng chẳng hạn như thế, đúng không? Thông tin và kiến thức của người dân là quý giá. Khi mà làm cộng đồng thì mình phải tìm hiểu cái cộng đồng đó, và cái để mà tìm hiểu được cộng đồng đó thì mình phải thông qua các cái thông tin mà người dân cung cấp, của cái cộng đồng đó cung cấp cho mình. Mình là người ở ngoài, mình là người ở xa tới thì mình sẽ không biết được các cái thông tin mà người ta có, biết đặc thù của người ta như thế nào. Đó, hành vi và thái độ là vừa làm vừa học, chia sẻ cảm thông, ngoài ra là còn phải tôn trọng nữa nhá. Biết nói và làm đúng lúc đúng nơi. Rồi, để xây dựng một cái mối quan hệ cộng đồng thì các bạn sẽ thấy ở đây ấy, là một cái hoạt động mà phát triển cộng đồng nó sẽ có 6 hoạt động, đó là xây dựng mối quan hệ cộng đồng, hiểu thực tế địa phương, phân tích các vấn đề, xây dựng kế hoạch, thực hiện giám sát và đánh giá phản hồi. Và tất cả 6 cái vòng tròn này thì nó đều có cái gì đấy, đều có sự tham gia của cộng đồng, đúng không? Và điều đầu tiên khi muốn triển khai một cái hoạt động ở phía dưới cộng đồng thì bạn phải làm gì? Bạn phải xây dựng được mối quan hệ. Xây dựng được mối quan hệ. Nếu mà xây dựng một mối quan hệ nó thân thiện thì mình mới tạo được điều kiện cho cái hoạt động của mình có thể triển khai. Chứ còn nếu mà mình mà tạo một cái mối quan hệ mà không được tốt thì cộng đồng đó mặc dù là có cho các bạn triển khai nhưng cũng không có tạo điều kiện cho các bạn, đúng không? Đó. Khi mà xây dựng được mối quan hệ rồi thì các bạn phải hiểu, tìm hiểu thực tế địa phương đấy như thế nào, cộng đồng đấy ra sao, có các cái đặc điểm về văn hóa như thế nào, xã hội ra sao, kinh tế như thế nào, người nghèo hay người giàu, hay là người thu nhập thấp hay là như thế nào. Đó, rồi các bạn phân tích các vấn đề. Phân tích vấn đề xong thì xây dựng các cái kế hoạch để phù hợp với các cái vấn đề đó. Các bạn phân tích và lựa chọn các cái vấn đề ưu tiên, sau đó là mình xây dựng cái kế hoạch để mình triển khai cái hoạt động đó. Thì song song cái việc xây dựng và xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch thì mình phải có các cái thực hiện về việc giám sát, đúng không? Giám sát là một cái bộ công cụ để đánh giá xem, để theo dõi, để đánh giá xem cái chương trình của mình thực hiện nó có hiệu quả hay không, nó có phù hợp hay không. Đánh giá xong thì mình phải phản hồi lại với cả cộng đồng đó nhá. Thì bạn sẽ thấy ở đây là cái mối cái hình vòng tròn của cái việc là các cái chương trình phát triển cộng đồng. Nguyên tắc để xây dựng một mối quan hệ cộng đồng ấy thì ở đây có cái nguyên tắc 3 cùng. Tuy nhiên thì chắc bên lâm sàng thì cũng ít khi sử dụng cái nguyên tắc này lắm, là cùng ăn, cùng ở và cùng làm. Chứ còn các cái chương trình mà triển khai về đó, ở cùng ăn ở đó, cùng ở đó, cùng làm. Ví dụ như một số các cái tổ chức, ví dụ như các bạn nghe thấy tổ chức One Vision không? Tầm nhìn thế giới chẳng hạn như thế. Họ có những cái hoạt động liên quan đến phát triển cộng đồng, ví dụ như là xây cái gì nhỉ? Ví dụ như là các cái hoạt động liên quan đến truyền thông tăng cường về kiến thức về làm mẹ an toàn chẳng hạn như thế, hoặc là các cái liên quan đến các cái văn hóa về
lấy vợ, lấy lập gia đình sớm ấy, tảo hôn ấy, ví dụ như thế, thì người ta sẽ đưa các cái cán bộ dự án xuống đấy, lập một cái gọi là văn phòng ở đó, cùng ăn đó, cùng làm ở đó, để như là sống trong cái cộng đồng đó ấy, để biết, để tìm hiểu được cái văn hóa hoặc là cái cách sinh hoạt của người dân ở đó. Đấy, nên là các bạn sẽ thấy có nhiều các cái cán bộ dự án nằm vùng ấy. Đó, thì và họ triển khai các cái hoạt động ở đó. Nguyên tắc bình đẳng giữa các bên, rõ ràng và minh bạch, đảm bảo lợi ích chung giữa các nhóm, giữa các hộ gia đình. Khi mà các bạn xuống cộng đồng thì sẽ có các cái nhóm, ví dụ như là các cái nhóm mà kinh tế chẳng hạn, hoặc các cái nhóm mà gia đình nghèo, các cái hộ gia đình nghèo, cận nghèo hoặc nghèo chẳng hạn như thế. Thì với những cái mình phải đảm bảo được cái lợi ích của họ khi mà tham gia chương trình, ví dụ như là chương trình tiêm chủng mở rộng đi, thì là mình phải đảm bảo lợi ích chung, tất cả mọi người đều được tiêm chủng, chứ không chỉ có nhóm này được tiêm mà nhóm kia không được tiêm, đúng không? Không phải chỉ có nhóm con ông cháu cha thì được tiêm, còn nhóm người thường dân thì không được tiêm. Tôi lấy ví dụ như thế nhé. Là khi mà mình triển khai các cái chương trình phát triển cộng đồng là mình phải đảm bảo lợi ích chung. Rồi xây dựng niềm tin và tôn trọng lẫn nhau. Khi mà mình đi xuống dưới cộng đồng thì mình phải xây dựng cho họ nó có cái niềm tin mình, và mình cũng phải tôn trọng những cái người ở dưới cộng đồng, người dân, chứ không phải là mình xuống đấy mà với cái thái độ là kiểu ban phát thì không có triển khai được nha. Rồi, để xây dựng một mối quan hệ với cộng đồng thì mình cũng phải tìm hiểu cái điều kiện tự nhiên này, tìm hiểu kinh tế xã hội của địa phương, xem xét quan điểm, cách nhìn nhận vấn đề. Thì người ta sẽ suy nghĩ gì về vấn đề đó, hoặc là khi mà các bạn mình làm sao khi mà mình triển khai các cái hoạt động chương trình, mình có thể dung hòa được các cái nhóm đối tượng đó, chứ không phải là mình thiên vị bên nào, bên này hơn bên kia không nhé. Tôn trọng giá trị, niềm tin, tín ngưỡng và phong tục tập quán của cộng đồng. Mình phải tôn trọng cái giá trị hoặc là niềm tin của người ta, chứ không phải là mình nói rằng cái này không đúng, mà mình phải tôn trọng. Dựa trên tôn trọng và mình hướng người ta có những cái hành vi tốt hơn. Tôi lấy ví dụ như là ở người miền núi phía Bắc, dân tộc Mông đi, người ta có cái tập tục là đẻ ngồi ấy. Có biết đẻ ngồi không? Tức là khi mà sinh con là người ta sẽ là ngồi thay vì là nấy. Thì cái việc sinh con ngồi đấy là tập tục phong tục người ta rồi. Mình không thể nào đến đấy một ngày, một tháng, ngày một, ngày hai, mình bảo đây không phải là cái tư thế tốt để mà sinh sản, mà mình phải nằm hay gì gì đó. Mà lúc đó mình tôn trọng cái tín ngưỡng của họ, nhưng mình hỗ trợ. Ví dụ mình có cái người cộng tác viên dân số tới nơi để hỗ trợ cho cái bà mẹ trong cái quá trình sinh nở, vẫn là tư thế ngồi đó, nhưng có người đỡ chẳng hạn, với các cái thiết bị gói đẻ sạch chẳng hạn như thế, không có cắt nhau bằng dao hoặc là bằng tre nữa. Tức là trên miền núi người ta sẽ có những cái tập tục rất là như vậy, nhưng mà mình không thể nào mình đến mà mình bác bỏ được cái tập tục đó. Nếu mà mình bác bỏ tập tục đó là mình bị đuổi ra khỏi cái làng đấy liền, mà mình sẽ có cái những cái hỗ trợ để với những cái tập tục đó giảm thiểu tối đa các cái tai biến có thể xảy ra ha. Nắm bắt mối quan tâm của các nhóm khác nhau trong cộng đồng, mình phải xem rằng cái cộng đồng mình tới thì sẽ có các cái nhóm đối tượng như thế nào, có sự khác biệt gì không, họ có quan tâm đến cái vấn đề của mình hay không. Nhận ra thế mạnh, điểm yếu cũng như nguồn lực của đối tác để mình có thể tận dụng được các cái điểm mạnh của người ta, mình phát huy cái điểm mạnh và mình hạn chế cái điểm yếu. Tìm hiểu mục tiêu và sự mong đợi của các bên khác nhau. Rồi, khó khăn khi xây dựng một mối quan hệ. Khó khăn gì? Mình phải cần thời gian đúng không? Để xây dựng một mối quan hệ thì phải cần thời gian đúng không? Không phải nào là ngày 1, ngày 2 đến đấy cái là người ta yêu, người ta quý mình luôn được đúng không? Mà mình phải cần thời gian và cần nguồn lực, cần người, cần tiền đúng không?
mình xuống đấy mình làm các cái chương trình triển khai các cái chương trình phát triển cộng đồng là mình phải có thời gian, phải có nguồn lực. Việc giao tiếp với các đối tượng khác nhau, nhất là nhóm dễ bị tổn thương, nhóm khó khăn thì nó khó tiếp cận hơn. Tôi lấy ví dụ khi các cái chương trình triển khai về truyền thông về sử dụng các cái biện pháp quan hệ tình dục an toàn trong nhóm MSM đi chẳng hạn như thế, đúng không? Thì làm sao mà các bạn có thể tiếp cận được với nhóm người ta? Các bạn tiếp cận bằng cái gì? Bao giờ nghe thấy không? Đồng đẳng viên là sao? Đồng đẳng viên là cái người, những cái người cũng giống như họ, ví dụ như là MSM thì đồng đẳng viên cũng là MSM. Tuy nhiên thì họ có họ kết nối với các nhân viên y tế hoặc là kết nối với các cái chương trình người ta làm, giống như là lúc nãy cái đứa bé ấy, nó kết nối ấy. Nó kết nối với người dân trong trong làng ấy. Đó, thì ví dụ như cái người mà kết nối nhân viên y tế hoặc là các nhân viên của chương trình với cái nhóm đối tượng đó cùng đặc tính đó nhá, thì người ta gọi là đồng đẳng viên. À. Rồi, kỹ năng của người phát triển cộng đồng cũng hạn chế. Có thể là các kỹ năng về làm việc nhóm hoặc kỹ năng về giao tiếp, người ta cũng còn có nhiều hạn chế, đúng không? Do đó là có khó khăn khi mà xây dựng mối quan hệ. Không phải ai cũng thân thiện, đúng không? Không phải ai cũng dễ gần, đúng không? Mỗi người đều có những cái điểm yếu, thế mạnh riêng. Do vậy là có thể là có những cái người có cái kỹ năng làm việc phát triển cộng đồng nó còn hạn chế. Do vậy là xây dựng các cái mối quan hệ trong cộng đồng nó cũng có gặp khó khăn. Do vậy thì ở đây có một số các cái gợi ý khi mà các bạn đi làm việc với cộng đồng. Thì xem cộng đồng nơi bạn làm việc như chính cộng đồng gia đình của bạn. Ví dụ như sau này các bạn có xuống trạm y tế các bạn làm việc, hoặc là các bạn có về bệnh viện các bạn làm việc, thì các bạn cũng coi cái nơi đó nó giống như là cái gia đình hoặc là cái cộng đồng của các bạn. Thì bạn cũng sẽ dễ làm việc hơn, đúng không? Xây dựng quan hệ đối tác dựa trên những gì có thể làm được chứ không phải nhìn vào những cái gì đang thiếu. Không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Đó là một số cái gợi ý mà các bạn có thể là để xây dựng cái mối gọi là mối quan hệ với cộng đồng. Nên nhìn vào điểm mạnh, lúc nào làm việc với ai thì các bạn cũng nên nhìn vào điểm mạnh của họ, đúng không? Mình biết điểm yếu ấy, nhưng mà mình chỉ là góp ý thôi. Và mình khuyến khích họ bắt đầu và làm việc với những cái điểm mạnh đó, chứ không phải là nhìn vào cái điểm yếu để mà chê bai, để mà làm cho người ta không có cái động lực để làm các cái hoạt động với mình. Khiêm tốn, học hỏi, đối xử với người trong cộng đồng như người láng giềng tốt, thể hiện sự quan tâm thật sự, chứ không cư xử như người khách qua đường hời hợt. Duy trì không khí vui vẻ, thoải mái trong suốt quá trình. Có những hoạt động để ghi dấu ấn hoặc là phổ biến kết quả đạt được. Thường thì sau khi mà triển khai các chương trình ấy, thì có kết quả hoặc là phân tích được kết quả thì người ta sẽ quay lại và người ta sẽ báo cáo những cái kết quả đã làm được, đã đạt được, còn những cái hạn chế gì hay không với cộng đồng. Luôn biết ơn và cảm ơn, xin lỗi và kiên nhẫn ha. Đấy là một số cái gợi ý mà khi mà các bạn xuống làm việc với cộng đồng. Đây là một số cái hình ảnh làm việc cộng đồng. Thì hôm nay các bạn học bài này là 2 tiết đúng không? Thì trên đây là nội dung tôi chia sẻ về cái kỹ năng làm việc với cộng đồng. Sau 2 tiết này là các bạn còn học 2 tiết nữa hả? Còn học nữa? Hả? Đúng rồi, lịch là 4 tiết. Thì 2 tiết của cô là học về kỹ năng làm việc cộng đồng. Còn tiếp theo là sẽ có 2 tiết của cô Vân Anh. Thì 3:20 các bạn sẽ tiếp tục 2 tiết sau. Thì bây giờ coi như là các bạn sẽ nghỉ giải lao giữa các tiết luôn nha. Chứ nội dung học thì là đã kết thúc rồi, xong rồi. Kết thúc bài này là xong rồi. Sau đây thì bạn sẽ học tiếp 2 tiết của cô Vân Anh là về sự tham gia của cộng đồng ạ. Nha. Vậy hôm nay là mình sẽ thảo luận về đánh giá nhanh cộng đồng. Là còn thuật ngữ tiếng Anh của nó là Rapid Community Assessment. Mục tiêu bài giảng rõ không? Mục tiêu bài giảng của mình sẽ gồm khái niệm đánh giá nhanh cộng đồng. Thứ hai là các bạn sẽ mô tả được các bước chuẩn bị thuộc một chuẩn bị của quy trình tiến hành đánh giá nhanh cộng đồng. Thứ ba
Thứ ba là mình sẽ mô tả được các bước lập kế hoạch của quy trình tiến hành đánh giá nhanh cộng đồng. Thứ tư là mô tả được các bước thu thập, phân tích dữ liệu của quy trình tiến hành đánh giá nhanh cộng đồng, viết tắt là RCA từ Rapid Community Assessment. Thì ngoài ba bước chuẩn bị lập kế hoạch và thu thập phân tích dữ liệu thì thực sự là còn các bước còn lại. Tuy nhiên ở mức của mình, cô nghĩ là cô sẽ vẫn giới thiệu tất cả các bước của quy trình tiến hành RCA để các bạn hiểu. Tuy nhiên thì mình sẽ tập trung vào ba bước chính, đó là chuẩn bị, lập kế hoạch, thu thập và phân tích dữ liệu. Thì mục tiêu là để ứng dụng viết đề cương đánh giá nhanh cộng đồng dựa trên các bước chuẩn bị, lập kế hoạch của quy trình này, cũng như là bước thu thập và phân tích dữ liệu. Thì trước hết mình đi qua nhanh về đánh giá nhanh cộng đồng. Thì đánh giá nhanh cộng đồng được định nghĩa là các em hiểu khách quan tình hình thực, không phải dựa trên chủ quan của mình, và để cảm nhận các vấn đề thay đổi mà cộng đồng đang đối mặt trong dân số, thay đổi anh chị đang đối mặt trong dân số cộng đồng, anh chị đang làm việc hay phục vụ là các em trong tương lai. Thì em thấy chữ đánh giá nhanh cộng đồng thì có gì khác nhau giữa đánh giá nhanh cộng đồng và đánh giá cộng đồng? Khi người ta nói đánh giá nhanh thì mình sẽ hiểu là về tốc độ là nhanh. Tuy nhiên đánh giá nhanh thì mình có đi tắt hay không? Không. Đánh giá nhanh là em vẫn phải qua tất cả các bước. Tuy nhiên là em không có bỏ, trong coi như là trong cái quy trình đánh giá nhanh nó sẽ bao gồm các bước, là mình sẽ không bỏ qua tất cả các bước nào cả. Mà nhanh ở đây là tốc độ nhanh. Thứ hai là về phương pháp phân tích của mình, mình sẽ sử dụng những phương pháp phân tích đơn giản, cố gắng là đơn giản nhất để cho ra kết quả về tình hình của cộng đồng tại một cái thời điểm nhất định. Do đó đánh giá nhanh cộng đồng không thể được hiểu là mình bỏ qua một số bước để mình thực hiện, mà là sử dụng phương pháp phân tích đơn giản nhất và đưa ra kết quả nhanh nhất. Thì trung bình một đánh giá cộng đồng được thực hiện là ước tính khoảng 6 tháng. Tuy nhiên ở RCA đánh giá nhanh thì có khi em chỉ được yêu cầu trong một tháng là 4 tuần và thậm chí có khi là 3 tuần để em có kết quả liền. Tại vì mục tiêu của đánh giá nhanh là em phải xác định ra được cái vấn đề của cộng đồng ngay lập tức và để đưa ra giải pháp kịp thời. Thì đánh giá nhanh cộng đồng này sẽ dựa trên cái vấn đề là problem space. Thì đây là thuật ngữ thường các em sẽ gặp ở bên mảng marketing và tiếp thị. Thì ở đánh giá nhanh cộng đồng này, người ta cũng sử dụng từ là problem space hay là solution space. Thì problem space nghĩa là em đi từ vấn đề trước, em xác định vấn đề, em định nghĩa vấn đề, và từ cái vấn đề đó em đưa ra nhiều giải pháp liên quan. Thì nó khác với việc là solution space, là các em nghĩ là đã có vấn đề rồi và các em xác định giải pháp và thiết kế giải pháp để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên khi mà sử dụng solution based, có nghĩa là dựa trên giải pháp này, thì mình sẽ không kiểm soát được tất cả các yếu tố liên quan đến vấn đề. Các bạn nào có thắc mắc gì chỗ này không? Em nhìn vô em chỉ thấy một cái vấn đề thôi, đó là thí dụ như là cái tỷ lệ tiêm chủng nó là thấp. Em nhìn vô em chỉ thấy vấn đề của cái tiêm chủng thấp và em cố gắng em tìm ra giải pháp. Tuy nhiên ở cái problem space là em phải nhìn các yếu tố nào liên quan đến cái vấn đề là tỷ lệ tiêm chủng thấp. Và từ đó mình phát triển ra các giải pháp để mình control tất cả, mình kiểm soát tất cả các yếu tố liên quan đến vấn đề này. Thì đánh giá nhanh cộng đồng là một trong hai phần chính
đánh giá nhanh nhu cầu là Rapid Needs Assessment. Phần còn lại có đánh giá nhanh nhu cầu, đó là đánh giá nhanh tổ chức và đơn vị đang công tác liên quan hay là liên quan đến vấn đề sức khỏe. Thì ở bài này mình chỉ bàn về Rapid Community Assessment là đánh giá nhanh cộng đồng trên cộng đồng. Khi nào thực hiện đánh giá nhanh cộng đồng? Đánh giá nhanh cộng đồng được thực hiện khi các em có một, em được một cái giới hạn, coi như là thời gian của em giới hạn, nhưng mà vấn đề sức khỏe gây ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc em phải tiến hành một đánh giá nhanh. Ví dụ như vừa rồi thì mình sẽ gặp ở trường hợp là COVID-19, là đã có rất nhiều báo cáo về đánh giá nhanh cộng đồng dựa trên thứ nhất là COVID-19 và việc tiêm ngừa vaccine COVID-19. Thì bài giảng hôm nay là chủ yếu là dựa trên nội dung của USCDC về việc đánh giá nhanh cộng đồng với nền tảng là kiểm soát tỷ lệ tiêm chủng vaccine COVID-19, COVID-19. Thì quy trình thực hiện một đánh giá nhanh cộng đồng sẽ bao gồm 5 bước. Thứ nhất là bước chuẩn bị, thứ hai là lập kế hoạch, thứ ba là thu thập và phân tích dữ liệu, thứ tư là mình xác định các giải pháp và báo cáo kết quả, và cuối cùng là mình đánh giá nỗ lực thực hiện, đánh giá cái quá trình thực hiện của mình. Đó là bước cuối cùng. Thì ở bước 1 chuẩn bị ACA này, mình cần lưu ý các vấn đề là được chính quyền, cái ACA này có được chính quyền và cơ quan quản lý liên quan đồng ý, đồng thuận cho mình tiến hành hay không. Thứ hai là mình xác định mục tiêu của ACA đánh giá nhanh cộng đồng này là gì. Thứ ba là mình xác định những cộng đồng nào mình sẽ khảo sát. Thứ tư là xem xét các vấn đề về y đức, có yêu cầu gì phải tiến hành y đức. Và cuối cùng là mình xác định các nguồn lực cần thiết cũng như là khả năng huy động nguồn lực này. Thì cái này nó cũng tương tự, mình đọc mình sẽ thấy nó tương tự như là tất cả các bước tiến hành một nghiên cứu nào. Thì ở bước 1, khi mà được chính quyền, cơ quan quản lý liên quan đồng ý, khi mình xét đến việc là được có cái ACA này có được chính quyền, cơ quan quản lý liên quan đồng ý hay không, thì mình cần đặt câu hỏi là những cơ quan ai, có nghĩa là những cơ quan nào mình cần hỏi sự đồng ý, thông qua sự đồng ý của họ, chấp thuận của họ. Và thứ hai là các bên liên quan này sẽ hỗ trợ cho cái ACA mà mình làm bằng những cách nào. Ví dụ như ở Việt Nam và ở tình huống là mình là khoa học sức khỏe và là bên y khoa, thì mình cần sự chấp thuận có thể là từ Bộ Y tế, từ Sở Y tế địa phương, từ HCDC và cuối cùng là từ Ủy ban Nhân dân quận huyện hay phường xã, và có thể là ở tổ dân phố. Đối với việc các bên liên quan này sẽ hỗ trợ bằng cách nào khi tiến hành ACA tại Việt Nam? Thứ nhất là họ có thể chia sẻ các thông tin dữ liệu liên quan trước đó hay hiện thời cụ thể, giống như là vừa rồi COVID-19 thì mình sẽ có tỷ lệ tiêm ngừa vaccine COVID-19 tại các trạm y tế hay là tại các trung tâm y tế quận huyện. Thứ hai là các cơ quan này cũng có thể hỗ trợ mình về nguồn lực, bao gồm là tài chính hay nhân lực. Thứ ba là họ sẽ cung cấp cơ sở pháp lý cho mình để mình tiến hành và từ đó là tiếp cận với lại cộng đồng. Và cuối cùng là các cơ quan bên liên quan này có thể giới thiệu nhóm nghiên cứu với cộng đồng, từ đó để mình tiến hành thực hiện đánh giá và đưa ra các chiến lược hành động sau đó dựa trên kết quả ACA.
tiêu cụ thể. Thì xác định mục tiêu cụ thể cũng giống như là các vấn đề về khi em tiến hành một nghiên cứu thì em cần đảm bảo dân số nghiên cứu của em, thời gian khảo sát, cũng như là các vấn đề sức khỏe quan tâm hay là biến kích cuộc, biến số kích cuộc của em là như thế nào. Thì ví dụ như là ở đây là một số mục tiêu cụ thể của ACA, bao gồm xác định rào cản trực tiếp đối với tiêm chủng phòng ngừa đang tồn tại trong cộng đồng, hay là tìm hiểu nguyên nhân cộng đồng liên tục có tỷ lệ tiêm chủng thấp, kể cả khi vaccine gần như luôn sẵn có và có nhiều hoạt động huy động cộng đồng tham gia. Tìm hiểu những thắc mắc và quan tâm của mọi người trong cộng đồng về vaccine và hiểu cách các sai lệch thông tin ảnh hưởng như thế nào đến cách mọi người nghĩ về tiêm chủng và phòng ngừa. Từ đó mình đưa ra câu hỏi nghiên cứu. Như vậy mình xác định mục tiêu cụ thể cho ACA bằng cách nào? Mình sẽ dựa trên thứ nhất là dữ liệu liên quan sẵn có, bằng cách là em đặt câu hỏi chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì đã xảy ra và chuyện gì vừa xảy ra. Thứ hai là em dựa trên các can thiệp và hành động trước đó đã thực hiện tại địa phương, những gì làm được và những gì chưa làm được. Khi mà mình ra được, xác định được cái mục tiêu cụ thể cho ACA thì đây là một cái bảng ví dụ. Thì dựa trên cái dữ liệu mà mình khảo sát trước đó, các dữ liệu liên quan cũng như là em thực hiện tổng quan các can thiệp và hành động trước đó, thì mình sẽ điền vô, ví dụ như bản cam, ở đây là ví dụ của vaccine, là nhóm vaccine, nhóm dân số vaccine, cũng như là các triển khai thành công trước đó là gì, tại sao đạt được những thành công này, vấn đề cần tìm hiểu trong khi tiến hành ACA sẽ là gì. Và thứ hai là bảng sẽ bao gồm thách thức và giải pháp, những cái đã được tiến hành trước đó và tại sao chúng không thành công, cũng như là giải pháp có thể thực hiện mà chính quyền và đơn vị phụ trách vấn đề này đã xác định nhưng mà chưa thử, lý do tại sao họ chưa thử, và vấn đề cần tìm hiểu trong khi tiến hành ACA. Thì từ hai bảng này mình sẽ ra được là vấn đề cần tìm hiểu trong khi tiến hành ACA, và mình lập nên mục tiêu cụ thể của nghiên cứu này. Thì đối nó cũng tương tự như là khi em tiến hành khảo sát, thì là em tìm khoảng trống, là gaps giữa những cái số liệu mà em đã có về một vấn đề sức khỏe đã được báo cáo trước đó từ những cái nghiên cứu và những gì mà họ thí dụ như trong hạn chế kia là họ nói là họ chưa thực hiện được vì lý do này, lý do A, lý do B, lý do C, thì em tổng hợp lại. Từ đó em sẽ có hình dung được trong đầu mình là mình có thể tiến hành một nghiên cứu dựa trên những gì, dựa trên cái nền tảng kết quả mà họ đã xây dựng để mình phát triển, và nó để mình giải thích là cái nghiên cứu của mình có khác biệt, xây dựng từ cái nền tảng nghiên cứu cũ và khác biệt, nhưng mà khác biệt so với những nghiên cứu mà họ đã thực hiện. Và điểm mới, đó là điểm mới của nghiên cứu mình, để mình thuyết phục đề tài của mình hoặc là đánh giá nhanh cộng đồng của mình là cần thực hiện và cần thiết phải thực hiện. Cô nói đề cập tiếp những vấn đề cộng đồng, xác định cộng đồng mục tiêu. Thứ nhất là mình cần lưu ý là một ACA có thể xác định và chú tâm đến một cộng đồng đặc trưng hay triển khai trên nhiều cộng đồng. Và ACA có thể thực hiện đồng thời cùng lúc trên nhiều cộng đồng hoặc là chia theo giai đoạn nối tiếp. Và điều này sẽ dựa trên nguồn lực về nhân lực và tài chính cũng như là thời gian. Như vậy xác định cộng đồng mục tiêu và ưu tiên bằng cách nào? Em cũng dựa vào dữ liệu của địa phương và dữ liệu toàn quốc. Thứ hai là em dựa từ những ý kiến của các bên liên quan như là chính quyền của địa phương hay là các cơ sở y tế quản lý, ví dụ như là HCDC. Và những yếu tố nào cần lưu tâm khi xác định cộng đồng, lưu ý yếu tố lần trước mình có đề cập.
là bất bình đẳng giới và thu nhập. Thì trong cái bảng lần trước khi định nghĩa cộng đồng, cô có đề cập đến là người ta sẽ đánh giá sự tham gia của cộng đồng dựa trên một yếu tố là sự tham gia của nữ giới. Để đánh giá là một cái đánh giá cộng đồng hay là một đề tài, một nghiên cứu, một khảo sát có sự tham gia của nữ giới hay không. Nếu có sự tham gia của nữ giới, đề tài đó dựa trên đề tài đó có sự tham gia của cộng đồng. Và ngoài ra mình cần lưu ý đến những nhóm dễ bị tổn thương, ví dụ như là người di cư, những khu xung đột và những cộng đồng khác, ví dụ như là có khiếm khuyết, và những cộng đồng có xu hướng và niềm tin vào y học phương Tây ít hơn là so với lại dân gian. Về vấn đề y đức thì mặc dù là có một số nghiên cứu có thể thực hiện mà không cần thông qua y đức lý do. Hôm nay không phải nghiên cứu, là một số khảo sát đánh giá nhanh cộng đồng em có thể thực hiện mà không đòi hỏi sự chấp thuận về y đức. Tuy nhiên điều này cần phải được xác nhận lại từ đơn vị quản lý đánh giá nhanh cộng đồng của mình. Thứ hai nữa, tuy nhiên khi mà có hay không có sự chấp thuận y đức được yêu cầu thì mình cũng cần chú ý hai yếu tố. Đó là khảo sát nhanh cộng đồng của em có vô ý vô tình gây hậu quả bất lợi cho người tham gia đánh giá hay không. Thứ hai là có nguy cơ lộ danh tính của người tham gia hay không. Về xác định và huy động nguồn lực thì mình cần lưu ý đến hai điểm, đó là nhân lực và tài chính. Thì đây là một bảng gợi ý khi đánh giá nhanh cộng đồng các nguồn lực các em cần xem xét. Thứ nhất là nguồn lực tài chính cho tập huấn, lương, tiền công cho cộng đồng tham gia đánh giá, công tác phí, internet và các dịch vụ IT hỗ trợ các cuộc họp, cũng như là các in ấn dịch thuật và cô viết lộn chữ y đức và quà khích lệ tham gia khảo sát, cũng như là các chi phí khác. Thì bảng kiểm bước 1 của chuẩn bị trước khi đánh giá nhanh cộng đồng sẽ bao gồm mình đã có mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể hay chưa, có định nghĩa rõ ràng hay chưa. Thứ hai là mức độ thuyết phục để được cơ quan quản lý phê duyệt đề tài. Thứ ba là mình đã nhận được phê duyệt để tiến hành đánh giá nhanh cộng đồng hay không, và mình đã liên lạc với tất cả các chính quyền ban ngành liên quan, được hỗ trợ cung cấp nguồn lực và chia sẻ thông tin hay không. Mình có xác định được mục tiêu cộng đồng mục tiêu, và đã kiểm tra các yêu cầu y đức cần phải thực hiện, cũng như là đảm bảo nguồn tài chính tiến hành hay chưa. Thì lần nữa, trước khi qua bước 2, cô nhấn mạnh lại là trong quá trình đánh giá nhanh cộng đồng này phải có sự tham gia của phụ nữ, có thể là đối tác, là các nữ giới lãnh đạo giống như là ở Hội Liên hiệp Phụ nữ, và có khảo sát nữ giới trong dân số khảo sát đánh giá nhanh cộng đồng. Thứ ba là có phân tách các nhóm nhỏ theo giới khi tiến hành phân tích dữ liệu. Và thứ tư là có nữ giới trong đội tham gia thực hiện ACA. Về bước 2 là mình lập kế hoạch đánh giá nhanh cộng đồng. Thứ nhất là dựa trên tổng quan các dữ liệu hiện có. Thứ hai là em xác định các đối tác tại địa phương và có sự đồng thuận của họ, ví dụ như là Hội Liên hiệp Phụ nữ, đối với những đánh giá nhanh cộng đồng, ví dụ như là ở tình trạng bạo lực giới, bạo hành giới. Và lựa chọn phương pháp đánh giá. Thứ tư là em lập đội nhóm thu thập dữ liệu và tập huấn cho đội nhóm thu thập dữ liệu. Thì khi thực hiện tổng quan dữ liệu hiện có, mình cần chú ý những vấn đề như mình cần quan tâm và thu thập những vấn đề, tham khảo những vấn đề như sau. Thứ nhất là đặc điểm về dân số. Thứ hai là tổng quan dữ liệu sẽ khảo sát các bệnh hay vấn đề sức khỏe được quan tâm hiện giờ đang như thế nào. Thứ ba là về đặc điểm bệnh và giới, đặc điểm bệnh và vấn đề sức khỏe theo giới, cũng như là tình trạng kinh tế xã hội.
và bệnh hay là vấn đề sức khỏe dựa trên sắc tộc cũng như là các dữ liệu đánh giá sức khỏe khác hiện có tại cộng đồng, bao gồm báo cáo và kế hoạch chăm sóc sức khỏe tại địa phương. Thì bốn cái dưới là mình sẽ đồng thời thực hiện tổng quan dữ liệu ở ba mảng chính, đó là địa phương, Việt Nam và thế giới. Có thể ở thế giới mình không khảo sát số liệu toàn cầu, mà mình có thể sử dụng riêng số liệu dành cho khu vực châu Á hoặc là dành riêng cho khu vực Đông Nam Á, tùy theo vấn đề sức khỏe đặc thù. Để xác định được tình huống hiện thời thì em sẽ cần y văn được bình duyệt. Thứ hai là các báo cáo. Thứ ba là thảo luận online. Thứ tư là tin tức từ địa phương. Đây là công cụ mới. Từ sự cố của một số những sai lệch thông tin liên quan đến vaccine COVID-19 mà hiện giờ sẽ có một kỹ thuật mới trong thực việc các em thực hiện tổng quan dữ liệu. Ngoài việc là các em sử dụng PubMed, các kho dữ liệu của bên y khoa và khoa học sức khỏe, thì các em còn có một mảng lớn, đó là social listening, có nghĩa cô tạm dịch là lắng nghe cộng đồng. Thì ở đây các em sẽ sử dụng công cụ lắng nghe và giám sát. Thì các công cụ này sẽ được dựa trên các yếu tố như sau. Thứ nhất là nó sẽ được thiết lập dựa bằng các hệ thống giám sát truyền thông, công cụ và dựa trên các thuật ngữ Boolean. Thuật ngữ Boolean này mình sẽ thường gặp ở tất cả các việc các mảng mà em tìm kiếm tài liệu y văn là and, not, or. Và dựa trên và việc mà em sử dụng các thuật ngữ Boolean này cùng với những keyword là những cái từ khóa của em kết hợp cùng thuật ngữ Boolean, tất cả những cái này sẽ được thiết kế dựa trên mục tiêu giám sát của em và mục tiêu của cái khảo sát nhanh cộng đồng mà em có. Thứ hai là khi sử dụng social listening cần có một cái kế hoạch là định kỳ giám sát thông tin, ví dụ như là một lần một ngày, và tổng hợp. Thứ ba là em phân tích và em báo cáo kết quả. Thì ví dụ như là ở social listening có thể được tiến hành khi mà em có câu hỏi là câu hỏi nào mọi người thường đặt ra về vaccine COVID-19 hiện nay, về COVID-19 hiện nay, tin đồn gì đang lan rộng và lan rộng như thế nào về tiêm chủng phòng ngừa. Thực ra thì có nhiều công cụ đang được triển khai để sử dụng social listening này. Tuy nhiên với tình huống của Việt Nam thì cô nghĩ có một số công cụ bao gồm là Google Alerts, cái này các bạn có thể, một số các bạn có thể sử dụng rồi, và Talkwalker Alerts. Ngoài ra thì có Facebook, Instagram và Twitter. Thì việc mà thì các công cụ này sẽ được phân loại dựa trên cái mức độ bao phủ của nó. Ví dụ như em thấy ở Facebook và Instagram thì em chủ yếu là em sẽ giám sát và lắng nghe các bài mà ở chế độ là công chúng, public. Và Twitter cũng vậy, thì trong tất cả các bài liên quan đến Facebook, Twitter có thể là quan điểm cá nhân, có thể là sẽ dựa trên việc là họ post, họ gửi lên một, họ up lên một cái link của một bài báo, và sau đó họ đưa ra cái suy nghĩ cá nhân của họ. Thì đây là mình sẽ giám sát bao gồm cả quan điểm và những thông tin, những cái thông tin nào mà họ đang thực sự quan tâm. Thì việc nó cũng phải, các nền tảng công cụ này nó cũng sẽ được thực hiện dựa vào khả năng tìm, thì chỉ có hiện giờ là Talkwalker Alerts miễn phí và có khả năng tìm dựa trên Boolean và từ khóa. Ngoài ra, tất cả những có công cụ còn lại như Google Alerts, em sẽ chỉ sử dụng từ khóa.
thì đối với lại Talk Worker Alerts, nó sẽ bao phủ tất cả, bao gồm trang blog, website, diễn đàn và truyền thông xã hội, mà chủ yếu là Twitter. Đối với Google Alert thì em có thể giám sát tất cả các nội dung trên diễn đàn, tin tức, YouTube, web, nhưng không bao gồm mạng xã hội. Bước thứ hai là mình sẽ xác định đối tác tại địa phương và tìm sự đồng thuận của họ. Thì bước thứ nhất là mình xác định các tổ chức cấp hay là các bên liên quan tại địa phương, bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức cộng đồng và ban ngành liên quan, chính quyền địa phương liên quan. Thứ hai là mời những người đại diện cộng đồng và tổ chức tham gia lập kế hoạch và thực hiện nhằm xây dựng uy tín và niềm tin của việc khảo sát đánh giá nhanh này. Thì việc xác định đối tác sẽ bằng cách là mình hỏi mọi người những ai nên và có thể liên hệ khi mình tiến hành RCA. Và mình cũng cần cân nhắc mức độ tham gia mà mình mong muốn từ lãnh đạo địa phương trong RCA. Tại vì sẽ có một số RCA nếu như chính quyền địa phương tham gia sẽ dẫn đến những sai lệch thông tin trong nghiên cứu. Và bước kế tiếp là khi xác định đối tác địa phương và được đồng thuận thì em cần suy nghĩ khi trao đổi với các bên liên quan thông tin nào nên đề cập. Hôm bữa cái bài cộng đồng á, mình có đề cập qua là mỗi một nhóm thì sẽ có một cái mối quan tâm riêng và có những cái lợi ích nhóm riêng. Do đó mình sẽ dựa trên cái phán đoán của mình về lợi ích mà họ đang quan tâm và mối quan tâm của họ để mình xác định là khi mình trao đổi với các bên liên quan bao gồm ngò họ đang quan tâm đến những vấn đề gì. Và ở chính quyền địa phương hay ở cộng đồng thì từ đó khi trao đổi với các bên liên quan mình sẽ suy nghĩ là thông tin nào nên đề cập. Thì đây là một số những thông tin chung khi mình tiếp xúc với lại đối tác địa phương và kỳ vọng là được sự đồng thuận của họ thì mình sẽ cho họ biết lý do thực hiện RCA. Thứ hai là người nào phụ trách thực hiện RCA. Thứ ba là thời gian mình dự kiến thực hiện. Dự kiến phương pháp thu thập số liệu như thế nào, dữ liệu sẽ được dùng như thế nào và ai tiếp cận được. Kế hoạch dự kiến phản hồi lại báo cáo cộng đồng và các chiến lược dự kiến phát triển khi có kết quả RCA. Như vậy các bạn có thể cho cô biết là khi mà em nhìn vô các thông tin khi trao đổi với các bên liên quan ở đây có khác gì khi em thông tin khi em thực hiện, em tiến hành một nghiên cứu. Bước nào mà tất cả các nghiên cứu khoa học thường thường bỏ qua? Mình để ý bước kế hoạch dự kiến phản hồi báo cáo lại cộng đồng. Hầu hết các nghiên cứu khoa học là chỉ tiến hành thu thập xong là mục tiêu à. Rồi có chiến lược dự kiến phát triển khi có kết quả nghiên cứu hay không? Không luôn. Nhưng mà RCA bắt buộc phải có. Tại vì mục tiêu của RCA là em tìm tất cả, coi như là em tìm ra tất cả các liên quan vấn đề để em diệt từng, giống như là em diệt từng con, diệt virus mà em diệt từng con vậy đó. Đó, mục tiêu của nó cuối cùng là giải pháp để thực hiện vấn đề. Còn mục tiêu của một nghiên cứu khoa học đôi lúc là giải pháp thực hiện một vấn đề, nhưng mà thường trên thực tế thì mọi người dừng ở mức độ là xuất bản được bài báo hoặc là giống như là khi em được tài trợ một nghiên cứu khoa học thì mục tiêu của em là kết thúc và sử dụng, coi như là mình dùng từ là giải ngân á, mình sử dụng hết cái tiền tài trợ.
thì đó là nên giờ dẫn đến cái bước, hai bước cuối cùng mình không có, là mình không có kế hoạch dự kiến phản hồi và mình cũng không có chiến lược dự kiến phát triển khi có kết quả ACA. Về phương pháp đánh giá thì cũng có một số khác biệt so với lại một nghiên cứu khoa học. Có 6 phương pháp đánh giá về cho ICA. Thứ nhất là phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm. Thì em nhìn hai cái này nó giống như bên nghiên cứu định tính. Và mục tiêu của phỏng vấn sâu cộng đồng đó là cũng dựa trên cấu trúc một cái bảng hỏi có cấu trúc lập sẵn và phỏng vấn những thành viên cộng đồng có kiến thức cũng như là kinh nghiệm sâu về một đề tài. Thứ hai là buổi lắng nghe thảo luận nhóm. Thì đây cũng là những buổi thảo luận nhóm nhỏ và có người hướng dẫn. Thứ hai là em lựa chọn thành viên tham gia thảo luận nhóm này dựa trên vai trò và tổ chức, vai trò tổ chức của họ trong cộng đồng, vai trò lãnh đạo của họ trong cộng đồng. Và thứ ba là mục tiêu là cung cấp một vài hiểu biết, quan điểm và mối quan tâm ở một góc nhìn tương đối khác về vấn đề sức khỏe. Phương pháp thứ ba là quan sát. Quan sát là tham dự và quan sát các buổi họp tại địa phương, cũng như là đến các địa điểm và nơi có đối tượng mục tiêu của ACA, ví dụ như là các địa điểm công cộng và đông người như là trạm y tế, trước cổng trường, công viên hay là ở phòng tiêm vaccine. Phương pháp 3 thì thường mình không gặp ở trong nghiên cứu khoa học, đó là, nhưng mà mình sẽ gặp rất nhiều ở marketing, là bên lĩnh vực tiếp thị, đó là intercept interview, là phỏng vấn chặn. Có nghĩa là giống như là em gặp một người nào đó, em thường sẽ gặp là các bạn là đứng ở trong mô là hỏi em khoảng cho xin khoảng 5 phút để hỏi khoảng 3 câu hoặc là 5 câu. Thì đây là phỏng vấn chặn. Thì phỏng vấn chặn này là được gọi là đối thoại không chính thức. Thì nó sẽ bao gồm em phải lập ra một cái câu hỏi ngắn và em phải pilot trước để em tính toán được cái thời gian mà em có thể hỏi họ trong cái thời gian ngắn mà đảm bảo là họ không từ chối mình và mình có đầy đủ thông tin. Và việc mà mình cũng tính tới khả năng tiếp cận khi mình tiến hành phỏng vấn chặn, cũng là những nơi đông người hoặc là tập trung ở đối tượng mục tiêu. Ví dụ như là nếu mà mình mục tiêu của mình là các bệnh, những bệnh nhân COVID-19, thì mình sẽ dựa trên là cơ sở y tế nơi có số lượng bệnh nhân đến thăm khám, hoặc là em ở những đối tượng khác, mục tiêu khác của ACA, thì có thể là em từ đó mà em chọn địa điểm như là bệnh viện hoặc là nhà hàng, siêu thị, vân vân. Bước thứ 5 đó là em sử dụng phương pháp là điều tra khảo sát. Thì cái này cũng tương tự như là bên nghiên cứu khoa học, thì em cũng có một bộ câu hỏi để em đánh giá. Thì từ đó em sẽ đánh giá được suy nghĩ, cảm nhận của mọi người, hoặc là những diễn tiến xã hội, ảnh hưởng cuộc sống cá nhân, hay là những trở ngại thực tế và những động lực để thực hiện hành vi theo mong đợi, ví dụ như là cai thuốc lá hoặc là tiêm ngừa vaccine. Thì cuối cùng, như hồi nãy mình có đề cập đến một phương pháp mới, đó là lắng nghe truyền thông. Lắng nghe truyền thông số, digital listening, có nghĩa là em thu thập tất cả các dữ liệu từ nền tảng xã hội về một đề tài. Điều này có ích khi em cần tìm hiểu những sai lệch thông tin liên quan đến đề tài, những lo ngại, mối quan tâm và thái độ của công chúng. Thì lắng nghe truyền thông số rất có lợi trong trường hợp mà mình sẽ triển khai các chiến lược truyền thông về sức khỏe. Nhắc các yếu tố nào? Thứ nhất là tiền. Thứ hai là thời gian. Thứ ba là nhân lực, bao giờ cũng ba yếu tố. Và kinh nghiệm tiến hành phương pháp đánh giá trước đó, nếu như mình chưa từng đánh giá social listening thì mình cần phải cân nhắc trước khi tiến hành. Hoặc là trong đội nhóm nghiên cứu của em, trong đội tiến hành ACA của em, không có bạn nào đã từng thực hiện nghiên cứu định tính, thì mình cần phải cân nhắc
trước khi là mình quyết định là sử dụng phương pháp thảo luận nhóm hoặc là phỏng vấn sâu cho ACA. Điều này có thể áp dụng khi mà các em thực hiện nghiên cứu khoa học. Đã được sử dụng trước đó nếu như social listening đã được sử dụng để khảo sát về vấn đề sức khỏe đó thì mình không sử dụng phương pháp đó nữa mà phải sử dụng phương pháp khác để đưa ra góc nhìn mới. Ngoài ra, mốc thời gian là em cần bao lâu để em được sự chấp thuận của cơ quan quản lý để tiến hành đề tài, em cần bao lâu để em sau khi có chấp thuận đó mà em được sự đồng thuận của cộng đồng, và cần bao lâu để em tập huấn, để em tập huấn một cái đội tiến hành ACA và một cái đội thu thập số liệu hay là phân tích số liệu, thì tất cả mình phải cân nhắc. Điều này cũng ứng dụng khi mà em thực hiện nghiên cứu khoa học. Nếu như thời gian chỉ cho em 1 tháng thì em sẽ làm nghiên cứu như thế nào? Nếu như cho em 3 tháng thì sẽ như thế nào? Và nếu cho em 1 năm thì sẽ phải khác. Và cuối cùng là các đối tác và kết nối cộng đồng hiện có. Nếu trước đây chưa từng có một network kết nối cộng đồng hay là kết nối với các đối tác của thí dụ như là mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh mà ACA được giao là tiến hành tại Hải Phòng, nếu như trước đây chưa từng hoặc là trong thời gian mình thử tìm tòi mình không có một kết nối nào với Hải Phòng thì cân nhắc lại là mình có nên tiến hành ACA tại Hải Phòng hay không. Lập đội nhóm thu thập dữ liệu. Tại sao cô để hình bàn cờ? Vì khi em chọn tất cả các thành viên cho một nhóm của em, kể cả trên thực tế khi em làm việc nhóm, thì em chọn người giống em hay là em chọn người khác em về đặc điểm, tính cách, về khả năng. Mình chọn bản thân với mình hay là mình chọn một người có khả năng khác so với mình? Có khả năng là giỏi hơn mình. Hay chỉ đơn giản là nhóm là tất cả các bạn cùng nhau thì sẽ làm. Đó thì khi chọn đội nhóm thì em cần cân nhắc, thứ nhất là em chọn người của cộng đồng tại địa phương hay là em chọn người ngoài cộng đồng mà em nghiên cứu á. Thứ hai là có nên chọn những người có đặc điểm và kỹ năng, kinh nghiệm khác nhau hay không, hay là giống nhau hết. Mình cần phải có một cái bảng đưa ra ưu và nhược điểm. Nếu như mà mình chọn khác nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mình phải dự tính được trong đầu chuyện gì sẽ xảy ra. Và khi mà chuyện sự cố nó xảy ra thì mình có thể kiểm soát được nó hay không? Mình có thể khắc phục được nó hay không? Với một cái giới hạn thời gian là 4 tuần cho một ACA rất là ngắn. Thậm chí 3 tuần nữa. Hoặc cứ tưởng tượng là mình làm một nhóm, các bạn cùng làm một bài kiểm tra, một bài kế hoạch, thì với giới hạn là 3 tuần, mình có suy nghĩ lợi và hại của việc mà mình sử dụng. Nếu như em sử dụng người ngoài cộng đồng cho một số đánh giá nhanh hay là một số khảo sát, nghiên cứu đi, thì em có lợi là người ngoài cộng đồng thì sẽ ít bị sai lệch hơn, ít có khả năng thiên vị hơn, nó mang tính khách quan nhiều hơn. Còn nếu, tuy nhiên nếu em sử dụng người của cộng đồng thì em lại có lợi ích là em kết nối với lại cộng đồng nhanh hơn, họ hiểu được tình huống xảy ra tại cộng đồng, họ hiểu được chuyện gì xảy ra. Và khi mà họ khảo sát, họ tiếp xúc, họ tiếp cận với những thành viên khác của cộng đồng thì họ dễ được chấp nhận hơn. Em sẽ ra kết quả nhanh hơn. Tuy nhiên kết quả đó về mặt chủ quan và khách quan còn cần phải cân nhắc lại.
làm sao khi mà để mà mình tuyển, khi mà mình sử dụng một người trong cộng đồng, trong một khảo sát nhanh hay một nghiên cứu mà mình có thể kiểm soát được yếu tố chủ quan, yếu tố thiên vị về thông tin. Đó là những điều mà mình phải cân nhắc. Và những điều này được cân nhắc không chỉ dựa trên cảm tính và kinh nghiệm của mình, và phải dựa trên những giới hạn về nguồn lực. Thí dụ như là người trong cộng đồng nhưng họ thiếu kỹ năng, em phải đào tạo, em phải tập huấn. Thì mất bao lâu để tập huấn? Có đủ thời gian để tập huấn cho họ hay không? Đó là lý do cũng có rất nhiều dự án mà mình thấy tuyển dụng họ đòi hỏi, mình cảm thấy là họ đòi hỏi kinh nghiệm quá cao. Tại vì họ không muốn, họ muốn bỏ qua cái bước là tập huấn cho người mới bắt đầu. Thành ra họ đòi hỏi kinh nghiệm rất cao để người đó chỉ vô là và làm thôi. Thì họ sẽ, thứ nhất là họ tiết kiệm được thời gian, và thứ hai họ tiết kiệm được chi phí. Do đó khi lựa chọn thành viên của nhóm, kể cả khi sau này tất cả những các dự án nhóm hay là những công việc về nhóm, mình cần chú ý là đặc điểm, đặc tính của mỗi người. Thứ hai là kỹ năng những người, những thành viên trong nhóm cần có. Và thứ ba là sự sẵn. Họ là nữ, bây giờ cả nhóm là nam rồi, có bạn đó là nữ, ok, đồng ý. Thứ hai, kỹ năng, bạn đó có khả năng phân tích dữ liệu, tất cả các bạn còn lại không có khả năng phân tích dữ liệu, ok. Nhưng bạn đó có sẵn, bạn đó có thời gian để thực hiện không? Có cam kết, có nghĩa là commitment, có cam kết để theo cùng nhóm trong suốt quá trình thực hiện hay không? Hay là bạn đó có những vấn đề khác, ví dụ như là về gia đình? Thì đó cũng là yếu tố khi mình lưu tâm trong việc mà lập một đội nhóm thu thập dữ liệu, hay là lập một đội nhóm để triển khai ICA, hay bất kỳ một nhóm nào khi các em quyết định là em thực hiện một dự án hay là một bài tập. Như vậy bản kiểm thứ hai cho phần lập kế hoạch sẽ bao gồm là mình cần kiểm tra là các yếu tố là tổng quan dữ liệu hiện thời có chưa. Thứ hai là có xác định được thông tin cần phải được biết để giải quyết vấn đề hay không. Thứ ba là tiến hành sàng lọc và xác định các tổ chức cộng đồng liên quan để tạo quan hệ đối tác, nhưng cũng để dự đoán và tiên lượng được là mình sẽ gặp những cản trở gì từ những các cộng đồng hay tổ chức liên quan này. Thứ tư là các em phải xác định các đối tác ngoài là những người không chính thức, có nghĩa là informal, có nghĩa là những người mà họ có uy tín trong một cái cộng đồng nhưng không có một chức danh cụ thể. Họ có thể không phải là tổ trưởng tổ dân phố, nhưng họ có thể là họ trong tất cả các hoạt động hay là xã hội của cộng đồng, ví dụ như là từ thiện hay là ma chay, cả họ đều đóng góp và coi như là họ build được, họ xây dựng được một cái niềm tin đối với cộng đồng, mà không cần họ phải là một mục sư, hay là họ phải là một trưởng trạm y tế, hay là họ cũng không cần phải là một trưởng khu phố. Đây là những người gọi là những đối tác ngoài mà mình có thể mình đã xác định được hay chưa. Và thứ năm là ở bước chuẩn bị này mình phải làm một tài liệu, thì có thể tóm tắt bao gồm một trang giấy giải thích các đối tác có khả năng hỗ trợ quá trình ICA. Còn cái này ngoài của nó là có khả năng cản trở các em thực hiện ICA, ngoài việc hỗ trợ các em. Các em phải thông qua ý đức hay không, và các em đã lập được đội thu thập dữ liệu chưa, và đã tập huấn cho đội thu thập dữ liệu này chưa, cũng như là cuối cùng là mình đã phát triển kế hoạch và thời gian thực hiện thu thập dữ liệu cũng như là tập huấn chưa.
Bước 3 mình sẽ qua thu thập và phân tích dữ liệu sẽ bao gồm 3 mảng chính, đó là lựa chọn người tham gia nghiên cứu, tuyển dụng người tham gia nghiên cứu. Thứ hai là công cụ thu thập dữ liệu, xác định công cụ thu thập dữ liệu. Và thứ ba là phân tích dữ liệu. Đối với lại lựa chọn người tham gia thì mình cần đặt câu hỏi là khi nào bắt đầu lựa chọn người tham gia. Mình bắt đầu mình lựa chọn và tuyển dụng người tham gia, recruit người tham gia khi mà đã có nhóm thu thập dữ liệu. Thứ hai, đã có sự đồng ý từ địa phương và cộng đồng cũng như các bên liên quan. Và thứ ba là đã có y đức nếu như mà cơ quan quản lý yêu cầu vấn đề này. Lựa chọn người tham gia của ICA nó khác so với lựa chọn khảo sát nghiên cứu. Đối với lại người tham gia thì phải đảm bảo tính đại diện của cộng đồng, ví dụ như là tuổi, giới, sắc tộc, học vấn, nghề nghiệp, coi như là phải có sự khác nhau. Có nghĩa là giống như em vận động thể lực đi, em khảo sát vận động thể lực thì có thể em chỉ nói là em khảo sát ở một nhóm trẻ là 5 tuổi thôi. Và em khảo sát có thể là em chọn là nam giới thôi. Nhưng ở ICA thì em phải đảm bảo nó đại diện cho cái đặc điểm của cái cộng đồng đó, bao gồm tuổi, ví dụ như là em phải tuổi từ 18 ở người trưởng thành, bao gồm cả thanh niên và người cao tuổi. Thứ hai là học vấn, bao gồm đảm bảo tất cả các các trình độ học vấn khác nhau của cộng đồng đó, và nghề nghiệp. Thứ hai, nếu là, và cần lưu ý là nếu như mà mình khảo sát ICA về vaccine trẻ em, về béo phì trẻ em, ai là trẻ hay là người chăm sóc trẻ. Và cuối cùng là mình sẽ thúc đẩy, mình sẽ động viên họ tham gia ICA bằng những cách nào. Đây là một số cách gợi ý. Thứ nhất là tham gia vào những cái buổi, ví dụ như là họp tổ dân phố hay là những buổi họp của cộng đồng và giới thiệu thông tin về ICA của em. Thứ hai là tờ rơi, giới thiệu thông tin. Và từ đó em hỏi người ta là có thể giới thiệu một người thứ hai hay không. Thì snowball sampling này em sẽ thường gặp trong những khảo sát về cộng đồng LGBT. Sẽ thường nhất là snowball sampling. Cái từ này cứ nghĩ là một cái, một tuyết nhỏ mà cứ lăn lăn lăn. Một cái banh tuyết lớn ra, nó gọi, nó cũng giống như là một mẫu thuận tiện vậy đó. Trong trường hợp thường xảy ra là khi mà mình khó tiếp cận một cộng đồng mà khó tiếp cận thì nó, mình sẽ sử dụng cái snowball sampling này. Và cuối cùng là quà khích lệ sự tham gia. Các đặc điểm lưu ý về công cụ thu thập dữ liệu thì thứ nhất là cần phải được dịch thuật và điều chỉnh theo hoàn cảnh văn hóa và cô viết bị cô đánh mày sai, hoàn cảnh văn hóa cũng như là của tình hình của địa phương. Thứ hai là công cụ thu thập dữ liệu phải được quyết định trước khi nộp y đức đề tài. Thì đây là một số tóm tắt công cụ thu thập dữ liệu dựa trên phương pháp. Thì thứ nhất là phỏng vấn sâu ở cộng đồng. Thì em cần lưu ý, đối với ICA thì sẽ thời lượng sẽ từ 30 đến 45 phút cho một người. Có bản hướng dẫn phỏng vấn và đặc biệt là có người ghi chú. Tương tự như là phỏng vấn sâu thì buổi lắng nghe thảo luận nhóm cũng có người ghi chú và tham gia buổi gặp. Thường cái thảo luận nhóm này các em sẽ sử dụng các buổi họp, thí dụ như tổ dân phố, coi như là những cái buổi mà thường quy nó đã tổ chức sẵn và mình chỉ đến thôi, mình chỉ đến và mình mời người ta tham dự thôi, nó sẽ tăng tính tham gia hơn là việc là em tổ chức riêng một buổi và em mời mọi người tới. Thứ hai là một nhóm sẽ từ 5 đến 10 người và thời lượng thảo luận nhóm sẽ 60 phút, có thể là trực tiếp hoặc là trực tuyến online. Thứ ba là phương pháp quan sát. Phương pháp quan sát thì nó có thể là em đi lái xe, thì
thì ở Việt Nam thì mình chắc là gọi là lái xe, chạy xe máy thì đi bộ, và em quan sát ghi chú lại các địa điểm tụ tập, các thông tin sức khỏe mà liên quan, mà em thấy ví dụ như là các thông tin sức khỏe truyền thông nào mà mình thường gặp trong buổi, một buổi tiêm chủng hay là một buổi cho trẻ uống vitamin A tại trạm y tế phường xã. Ngoài ra thì em cũng khảo sát chú ý các vị trí của các cơ sở y tế liên quan đến các cơ sở y tế mà nằm trong khu vực mà cộng đồng sinh sống. Thì em liên hệ, em để, ngoài ra thì em liên hệ, em nắm các sự kiện mà có liên quan đến vấn đề sức khỏe. Ví dụ như hồi nãy cô nói là, ví dụ như mình khảo sát về ICA về vấn đề tiêm chủng, thì mình sẽ hỏi các sự kiện mà cái lịch lịch tiêm chủng tại trạm y tế như thế nào, để từ đó mình đến và mình quan sát. Phương pháp phỏng vấn chặn thì cách tiến hành thu thập sẽ bao gồm là giới thiệu bản thân và nội dung tóm tắt ICA. Câu hỏi sẽ là câu hỏi mở, lưu ý và có ghi chú. Thì kế tiếp là điều tra khảo sát. Điều tra khảo sát này thì mình thường gặp rồi, mình sẽ sử dụng bộ câu hỏi. Thì nếu online thì nền tảng dùng có phổ biến trong cộng đồng hay không? Và nếu online thì cộng đồng có dùng internet hay điện thoại phổ biến hay không? Và cuối cùng là cần lưu ý là phải thử nghiệm trước khi thực hiện điều tra khảo sát. Tại sao phải thử nghiệm? Mình thử nghiệm để mình coi những cái bộ câu hỏi, ngôn ngữ của bộ câu hỏi đã phù hợp với lại địa phương hay không. Và có vấn đề gì, giống như hôm bữa cô nói các em làm một cái khảo sát mà cô không dự tính được là có internet hay không. Thứ hai là cô đã không pilot thử. Thứ ba là cô không lường tới là cái bộ mà quiz đó nó có thể là có bạn làm được, có bạn làm không được do không mang điện thoại hoặc là có mang điện thoại. Về lắng nghe truyền thông số thì các tiến hành thu thập sẽ bao gồm xác định các công cụ giám sát có thể sử dụng. Thứ hai là mình kiểm tra công cụ giám sát định kỳ như lúc nãy đề cập, và mình ghi nhận lại các thông tin theo một bản kiểm thiết kế sẵn. Nếu như mà cộng đồng không sử dụng một số nền tảng thì giải pháp đưa ra sẽ là như thế nào cho social listening? Cần phải lưu ý vấn đề đó. Về phân tích dữ liệu thì mình cần phân loại dữ liệu theo đặc điểm dân số khác nhau. Lý do tại sao? Lý do vì mục đích của ICA là tìm sự khác biệt giữa các nhóm. Từ đó mình xác định được rào cản và động lực của các nhóm trong việc thực hiện một hành vi sức khỏe, ví dụ như là tiêm chủng hoặc là hút thuốc lá, vân vân. Về thứ hai nữa là mình sẽ đưa ra các chiến lược can thiệp phù hợp dựa trên các đặc điểm dân số. Thì phân tích dữ liệu của ICA đơn thuần không có phức tạp như lúc đầu cô đã đề cập, đó là điểm khác biệt giữa ICA và các nghiên cứu. Đó là em chỉ cần do mình đòi hỏi việc khảo sát nhanh nên cái phương pháp phân tích của mình cũng chỉ dừng ở mức mô tả để đưa ra kịp thời giải pháp. Thì về phân tích dữ liệu thì như nãy cô có đề cập là có cần công cụ và kỹ thuật phân tích đặc biệt hay không? Không. Lý do là ICA có mục tiêu là cung cấp thông tin kịp thời để hiểu nhanh chóng về vấn đề đang xảy ra tại cộng đồng. Và bản phân tích dữ liệu của em sẽ bao gồm các yếu tố như là nhóm dân số, tóm tắt kết quả từ các hoạt động thu thập dữ liệu, tóm tắt các rào cản mà mình khảo sát được. Ngoài ra mình tóm tắt các động lực mà thúc đẩy cộng đồng thực hiện vấn đề đó thì kết quả tìm thấy như thế nào. Và cuối cùng là tóm tắt giải pháp đề xuất từ vấn đề trong cộng đồng.
Thì bản kiểm bước 3 này sẽ bao gồm là 6 yếu tố. Thứ nhất là lưu ý là công cụ thu thập dữ liệu được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của cộng đồng. Thứ hai là mình lập thời gian thu thập dữ liệu. Mình đã lập bản theo dõi các hoạt động thu thập dữ liệu theo thời gian và nhân sự hay chưa? Thứ tư là sắp xếp đi lại và địa điểm thu thập dữ liệu chưa? Thứ tư là mình đã lập thời gian để các thành viên trong nhóm debrief, có nghĩa là em trao đổi tóm tắt lại những hoạt động mà em đã thực hiện, và trong đó các thành viên sẽ hỏi lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau, giải đáp thắc mắc cho nhau về các hoạt động đang được triển khai. Và cuối cùng là em xác định và đánh giá kết quả dựa trên những phân nhóm nhỏ theo đặc điểm cộng đồng. Bước 4 là mình sẽ tiến hành xác định giải pháp và báo cáo kết quả ACI. Thì khi xem xét giải pháp, mình cần cân nhắc gì? Giải pháp và năng lực, khả năng và năng lực thực hiện. Thứ hai là tính bền vững của giải pháp đó. Thứ ba là tài chính để thực hiện giải pháp đó. Thứ tư là nhân lực. Thứ ba là thời gian. Thì vấn đề này cũng áp dụng khi mình đưa ra một cái recommendation, một cái đề xuất cho sau khi mà mình thực hiện một nghiên cứu, em có kết quả nghiên cứu, em có bàn luận, em biết điểm hạn chế và điểm mạnh của nghiên cứu của em, hay là em biết điểm mạnh và hạn chế của ICA, thì em đưa ra đề xuất kiến nghị. Đề xuất kiến nghị này nó đòi hỏi em phải cụ thể, đặc thù. Tuy nhiên khi em đưa ra đề xuất trong báo cáo nghiên cứu của em cũng phải cân nhắc đến yếu tố là khả năng, năng lực của địa phương có thể thực hiện giải pháp đó hay không, hay là khả năng, năng lực của tổ chức, đơn vị mình đang công tác có thể thực hiện, tiến hành giải pháp đó hay không. Rồi tính bền vững của giải pháp đó, mình không thể, tính bền vững về tài chính. Mình không thể đề xuất là, thí dụ như là hỗ trợ về tài chính cho cộng đồng để tiếp tục duy trì như đó, duy trì bao lâu. Tài chính có, việc mà cung cấp tài chính trong một thời gian dài như vậy có mang tính bền vững hay không? Về ngoài ra thì càng yếu tố nhân lực. Nếu ví dụ như là cung cấp thông tin cho cộng đồng, đề xuất là cung cấp nhiều thông tin trực tuyến hay là tạo các buổi gặp gỡ trực tuyến giữa các thành viên trong cộng đồng để trao đổi với nhau, thì có nhân lực để làm điều đó hay không? Người nào sẽ tiến hành? Ai sẽ là người trả lương? Và thời gian? Và khi đưa ra báo cáo kết quả cho nghiên cứu cũng như là cho ACA, thì em cần chú ý là hình thức báo cáo của em, ACA của em sẽ là gì? Viết, một báo cáo viết chuyên môn, hay là một bài báo xuất bản, hay là một buổi thuyết trình, hay là đơn giản là một tóm tắt kết quả nghiên cứu trên một cái affix poster, hay là một cái pamphlet. Pamphlet là cái nhỏ mà xếp lại. Thì cái đó thì một số hội nghị khoa học thì một số người họ cũng làm cái đó để họ phát cho những người đến khi mà thí dụ như hội thảo, thì cái poster em để thì sẽ bao gồm luôn cái pamphlet, là cái tóm tắt để em đưa cho họ. Thì mục tiêu của cái pamphlet đó là để kết nối giữa những người mà quan tâm đến vấn đề sức khỏe mà em đang nghiên cứu, hoặc là những người quan tâm đến kết quả báo cáo ACA của em, hay là báo cáo một vấn đề em đang nghiên cứu. Thì em cũng chú ý là em báo cáo kết quả cho ai, báo cáo kết quả cho cộng đồng thì sẽ sử dụng những từ ngữ như thế nào, hình thức như thế nào là phù hợp. Báo cáo cho một hội thảo các chuyên gia về y tế, từ ngữ sẽ như thế nào? Báo cáo cho một nhóm các đối tượng khác nhau, như là cơ quan chính quyền, các đơn vị mà không phải y tế, thì sẽ như thế nào? Thì mình cũng chú ý là mình báo cáo cho ai, và khi nào mình báo cáo, cũng như là nội dung báo cáo sẽ như thế nào. Em có báo cáo thông tin của người tham gia nghiên cứu hay không? Thì mình cần chú ý đó là tính riêng tư
yêu cầu về tính riêng tư của ý đức khi mình báo cáo. Thí dụ như mình báo cáo kết quả nghiên cứu, mình có tỷ lệ là trong cộng đồng đó không tiêm ngừa vaccine COVID-19, hay là họ không tin, họ không tin vào hiệu lực của vaccine, thì mình có báo cáo thông tin riêng tư hay không? Mình có báo cáo những thông tin mà các bên liên quan khác có thể xác định được cộng đồng đó là cộng đồng nào hay không? Nếu báo cáo thì cần cân nhắc là những chuyện gì có thể xảy ra từ việc báo cáo kết quả. Liệu rằng báo cáo kết quả đó mình có vi phạm y đức hay chưa? Đạo đức trong nghiên cứu y học. Và dựa trên các bên liên quan có mối quan tâm khác nhau thì mình sẽ đưa ra được nội dung báo cáo khác nhau. Bước cuối cùng là đánh giá quá trình thực hiện, là đánh hay còn gọi là đánh giá nỗ lực thực hiện ACA. Thì mục tiêu của bước này là đánh giá nếu ACA của mình đã đạt được các mục tiêu đề ra hay chưa. Và các câu hỏi đánh giá là đạt được những mục tiêu gì? Có đủ dữ liệu để hiểu vấn đề đang xảy ra trong cộng đồng hay không? Có nhóm dân số nào mà mình chưa tiếp cận được hay không? Hay là mình sẽ cần nhiều cái khảo sát khác để thu thập thông tin hơn? Và cuối cùng là có chiến lược nào có thể được xác định để can thiệp sau khi đánh giá hay không? Thì đây là tài liệu tham khảo chủ yếu cô sử dụng. Các bạn có gì thắc mắc không? Buồn cũ quá. CA này là khá mới. Chỉ phát sinh trong những năm gần đây. Thành ra là ngay cả khi em tìm PubMed thì cũng chỉ có khoảng một số bài và chủ yếu là liên quan đến COVID-19 hoặc là liên quan đến vaccine COVID-19. Và hầu hết các báo cáo liên quan đến COVID-19. Trước đây thì ACA cô có coi thì chủ yếu là sẽ bên khi mà thiên tai, thảm họa thì người ta sẽ sử dụng ACA và chủ yếu là đánh giá nhu cầu của cộng đồng sau khi xảy ra thiên tai. Thì gần đây thì ACA mới được phổ biến và sử dụng. Các bạn có gì thắc mắc nữa không? Trong phân tích ACA thì không có xác định mối liên quan. Chỉ em mô tả đặc thù thôi, đặc điểm. Ví dụ như là có tiêm chủng hay không, rồi và phân loại tỷ lệ, có nghĩa tỷ lệ tiêm chủng được phân loại theo đặc điểm dân số là chủ yếu. Cô nói một số sâu về cái digital listening lắng nghe truyền thông kỹ thuật số, thì công cụ giám sát á sẽ là Google Alert. Okay, các bạn này thì trong cái vấn đề mà digital learning á, em có nghe từ tụi em sẽ không biết các bạn đây có theo dõi vấn đề là sẽ có những cái thời điểm trong dịch COVID-19 vừa rồi, em sẽ quan sát có những thời điểm mà nếu bạn nào sử dụng Twitter, bạn sẽ có trong một thời điểm có rất là nhiều cái nickname ảo đẩy cùng một cái thông tin lên cùng một lúc.
thì cô không phải là cô chưa có gọi là thành thục bên lĩnh vực truyền thông xã hội này, nhưng mà đã có, nếu các em có thể quan tâm mà mình có thể PubMed và mình có những bài nghiên cứu họ làm bằng cách là họ theo dõi cái social listening này trong suốt cái thời gian mà COVID-19 đó, là họ theo dõi giống như là coi là y như là người ta nói là họ cái xu hướng hiện giờ, cái từ khóa hiện giờ đang là gì, và những thông tin, cái misinformation nào đang xảy ra, thì có những cái bài nghiên cứu đó họ chuyên họ làm về vấn đề này. Họ sử dụng Twitter, họ sử dụng cái những cái cuộc bàn luận ở trên Twitter, thì từ đó nó mới dẫn đến việc là ở những thời điểm có rất là nhiều cái tài khoản ảo đẩy cùng một cái thông tin lên. Có bạn nào đang thử không? Đâu rồi? Đây. Ví dụ như là cái Talk Walker Alice. Bây giờ ví dụ em đăng ký thì nó sẽ hiện, ví dụ như em quan tâm đến vấn đề là hepatitis B, viêm gan B, thì em đăng ký trên Talk Walker Alice thì nó sẽ hiện lên những cái bài website, diễn đàn và truyền thông xã hội cập nhật cho em hàng ngày, và coi như là thời điểm có bài thì nó sẽ cập nhật email về cho mình liên quan đến hepatitis và những vấn đề bàn luận hepatitis. Thì khi mà em quan sát, em sẽ nhìn thấy là nó gửi cho mình á, là ở cái mục mà của Twitter, nó vào Twitter thì em sẽ thấy là có thể là rất là nhiều cái tài khoản ảo nó đẩy lên thông tin cùng một lúc. Có nghĩa là họ xoay chiều cái mối quan tâm của cộng đồng và của công chúng bằng cách là họ đẩy cùng một thời điểm lên rất là nhiều bài có từ khóa giống nhau để cho vấn đề đó nó được đôn lên, và có thể là một cái vấn đề A được đôn lên và một vấn đề B phải bị chìm xuống. Đó là cách mà bên marketing truyền thông kỹ thuật số họ sử dụng khi họ muốn hướng thông tin theo lợi ích hay là theo cái mối quan tâm của họ. Thì nếu mà bạn nào làm thử cái Talk Walker Alice thì các bạn sẽ thấy vấn đề là đẩy thông tin của Twitter. Đó là lý do mà Elon có khi mới bắt đầu nhận Twitter thì có một cái ý tưởng là sẽ bắt người dùng trả phí. Bây giờ là em sẽ thấy là họ xoay chiều, họ đẩy thông tin lên rất là, vẫn không cùng một cái thông tin luôn mà rất là nhiều. Có đây có bạn nào xài Twitter không? Twitter là một nền tảng rất hay. Thứ nhất, về mặt chuyên môn, nếu em follow up những giáo sư, những nhà nghiên cứu về vấn đề sức khỏe mà em quan tâm thì rất nhiều họ ở trên Twitter, và em có thể quan sát được chiều hướng quan tâm của họ về một cái mảng trong vấn đề, ví dụ như là viêm gan B hiện em thì hầu hết sẽ trên Twitter. Thứ hai nữa là các bạn có thể tìm được thông tin học bổng bằng Twitter và liên kết được với những nhà nghiên cứu follow up và thậm chí là liên hệ trực tiếp với họ về thông tin. Thì nếu là bên lĩnh vực y tế và khoa học sức khỏe thì mình nên thử theo dõi những thông tin về sức khỏe từ Twitter, thậm chí là một số bài báo nghiên cứu thì journal, họ tạp chí chuyên đề, họ sẽ khuyến khích em
làm một cái tóm tắt nhỏ về bài báo, về kết quả nghiên cứu của em và em Boston Reader, để đẩy, thứ nhất là có lợi ích cho em là đẩy nhanh số lượng bài trích dẫn bài báo của em, thứ hai là đẩy nhanh mức độ phổ biến bài báo của em, và thứ ba là đẩy nhanh mức độ phổ biến của tạp chí chuyên đề.